mươi 33, một lục địa đã biến mất, sáng hôm sau, 19 tháng 2, Nét sang phòng tôi. Tôi cũng đang chờ Nét tới. Nét có vẻ rất buồn nản. Thế nào, giáo sư? Nét hỏi, thế nào, ông Nét? Tôi trả lời, tình hình diễn biến bất lợi cho chúng ta, phải không? Lẽ ra lão thuyền trưởng chết tiệt này phải cho tàu đỗ lại đúng lúc chúng ta chuẩn bị chạy trốn mới phải. Nhưng ông Nét ạ, à, Nemo phải đến chỗ chủ ngân hàng. Sao lại chủ ngân hàng? đúng hơn là đến ngân hàng ý tôi muốn nói xuống đại dương là nơi những cuộc cải của nemo được bảo quản tốt hơn bất cứ một ngân hàng nhà nước nào tôi kể cho nét nghe những chuyện xảy ra đêm qua trong lòng thầm hy vọng rằng sẽ gây cho nét ý nghĩ không bao giờ rời bỏ nemo nhưng câu chuyện của tôi chỉ làm nét rất ân hận là đã không dự cuộc tham quan vũng biển vigo nơi xưa kia là chiến địa nét nói tuy vậy chưa đến nỗi tuyệt vọng thua keo này ta bày keo khác tối nay có thể tàu chạy về hướng nào? Tôi hỏi, tôi không rõ, thôi được, trưa nay ta sẽ biết. Nét sang chỗ công xây, còn tôi thì mặc quần áo rồi sang phòng khác. Kim địa bàn chỉ hướng Tây Nam, tàu quay lưng về châu Oyo. Tôi nóng lòng mong đợi lúc tọa độ được ghi lên bản đồ. Đến gần 11 giờ rưỡi tàu nổi lên mặt biển, tôi chạy vội lên băng, nét len đã lên đó trước tôi, chẳng thấy gì ngoài cảnh sóng nước mênh mông và vài cánh buồm phía chân trời mấy chiếc tàu buồm chắc đang chờ gió xuôi để vòng qua mũi hảo vọng. Trời đầy mây đen, nhất định sẽ có bão. Nét tức điên lên, anh ta căng mắt nhìn qua lớp sương mù phủ kín chân trời. Nét vẫn hy vọng sau màn sương đó là mảnh đất anh ta mong đợi. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra, viên thuyền phó lợi dụng lúc đó để xác định độ cao của mặt trời. Biển bắt đầu động, nắp tàu đóng lại, tàu lại lặn xuống. Một giờ sau, Tôi đưa mắt nhìn bản đồ thì thấy tàu đang cách bờ biển gần nhất là 150 dặm. Vấn đề chạy trốn không thể đặt ra được. Các bạn có thể hình dung ra sự tức giận của nét khi tôi báo cho anh ta biết tọa độ của tàu. Về phần tôi, tôi chẳng thất vọng gì lắm. Đúng là tôi vừa chút được một gánh nặng và lại có thể yên tâm làm tiếp các việc bình thường của mình. Buổi tối, khoảng 11 giờ, thuyền trưởng Nemo đột ngột vào chỗ tôi. Ông ta rất lịch sự hỏi tôi đêm qua không ngủ được có mệt không? tôi trả lời là không mệt thế thì xin mời giáo sư tham gia một cuộc dạo chơi kỳ thú thưa thuyền trưởng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của ngài giáo sư đã xuống đáy biển sâu ban ngày dưới ánh sáng mặt trời ngài có muốn quan sát đáy biển vào đêm tối trời không tôi rất sẵn sàng xin báo để ngài biết trước là chuyến đi này sẽ rất vất vả vì phải đi xa phải trèo núi và đường không được tốt lắm thưa thuyền trưởng tất cả những cái đó chỉ kích thích thêm sự tò mò của tôi tôi sẵn sàng đi cùng ngài xin mời giáo sư đi giáo sư cần mặc quần áo lặn vào phòng để quần áo tôi chẳng thấy nét và công xây cũng chẳng thấy một thủy thủ nào họ không tham gia chuyến đi đêm này trái với lệ thường thuyền trưởng không bảo tôi mang nét hay công xây đi theo mấy phút sau chúng tôi đã chuẩn bị xong tôi đeo lên lưng những bình chứa không khí nhưng không được trang bị đèn điện tôi lưu ý nemo về điều đó Ông ta trả lời, chúng ta sẽ không cần đến đèn điện. Tôi cảm thấy hình như mình nghe không rõ, nhưng không hỏi lại được vì Nemo đã chụp chiếc mũ sắt lên đầu. Tôi cũng làm theo Nemo. Tôi được cấp thêm một chiếc gậy đầu bịt sắt. Mấy phút sau, chúng tôi đã đặt chân xuống đáy Đại Tây Dương ở độ sâu 300 mét. Sắp tới nửa đêm, dưới đáy biển tối đen như mực, nhưng Nemo chỉ cho tôi xem việc đo đỏ cách tàu Nautilus lúa hai hải lý. Đó là lửa ư, nếu là lửa thì bắt nguồn từ đâu? và sao lửa lại cháy được trong chất lòng tôi không thể giải thích được nhưng dù sao ngọn đuốc lập lòe ấy cũng giúp chúng tôi dễ đi hơn bây giờ tôi hiểu rằng đèn điện quả là không cần tôi đi cạnh nemo hướng theo ngọn lửa dẫn đường ấy đáy biển lúc đầu còn phẳng lặng sau dâng cao dần chúng tôi chống gậy bước những bước dài nhưng chậm vì đáy biển đầy tảo và đá răng chúng tôi đi chừng nửa tiếng đồng hồ đáy biển ngày càng nhiều đá những con sò các lớp giáp sắc nhỏ li ti phát ra ánh sáng lân tinh yếu ớt. Tôi thoáng thấy những đông đá được hàng triệu động vật giống như những bông hoa và tảo phủ kín. Chân tôi trượt trên tấm thảm thực vật dính nhơm nhớp và nếu không có gậy thì tôi đã bị ngã nhiều lần. Quay lại, tôi vẫn thấy ánh sáng đèn pha tàu nao ti lúa. Chúng tôi càng đi xa thì ánh sáng đó càng mở đi. Những đống đá dưới đáy đại dương mà tôi vừa nói trên mang dấu vết một sự sắp đặt nhất định mà tôi không giải thích nổi ngoài ra còn một số hiện tượng kỳ lạ nữa tôi cảm thấy dưới đế dày bằng trì của tôi đang lạo xạo những xương khô phải chăng chúng tôi đang bước trên mảnh đất đầy xương ánh sáng soi đường cho chúng tôi ngày càng rực đỏ tựa như ánh lửa của đám cháy phía chân trời lửa cháy trong nước kích thích tính tò mò của tôi đến cao độ có phải đó là ánh điện không hay là tôi đang được chứng kiến một hiện tượng của thiên nhiên mà các nhà bác học chưa hề biết tôi thoáng có ý nghĩ biết đâu cái lò lửa ngầm dưới biển này không do bàn tay con người duy trì biết đâu tôi chẳng gặp ở đây những người bạn những người đồng chí của nemo đang sống một cuộc đời độc đáo như nemo biết đâu tôi chẳng gặp cả một đám người vì chán ghét những ràng buộc trên mặt đất mà đi tìm độc lập tự do dưới đáy biển những ý nghĩ vớ vẩn hùng lùng cứ ám ảnh tôi mãi trong trạng thái bị kích thích cao độ ấy nếu có gặp một thành phố xây dưới nước như nemo hàng mơ ước thì tôi cũng sẽ cho là chuyện rất tự nhiên. Con đường chúng tôi đi ngày càng sáng tỏ, một ánh hào quang trăng trắng phát ra từ phía sau ngọn núi cao hơn đáy biển 200 mét. Nhưng ánh hào quang đó chỉ phản ánh những tia sáng bị khúc xạ trong nước biển. Bản thân cái nguồn phát sáng thì ở bên kia ngọn núi. Thuyền trưởng Nemo vững bước giữa những đông đá ngổn ngang. Ông ta rất thông thạo con đường này. Tôi yên tâm đi theo Nemo. Đối với tôi, Nemo giống như một vị thần biển tôi ngắm nhìn vóc người cao lớn của Nemo in trên ánh hồng. Một giờ đêm chúng tôi tới chân núi, nhưng muốn trèo lên sườn núi dốc đứng thì phải theo những con đường nhỏ rất khó đi nằm giữa rừng cây rậm rạp. Đây đúng là một rừng cây đã chết, trụi hết lá, đã hóa đá vì tác động của mối biển. Cảnh tượng thật chẳng lời lẽ nào tả xiết, thuyền trưởng Nemo vẫn đi trước, tôi không muốn bị tụt lại nên cố theo sát Nemo, chiếc gậy rất được việc chỉ cần bước hụt là có thể lao xuống vực thẳm nằm kề bên những con đường hẹp. Tôi nhảy qua những khe núi sâu mà nếu ở trên cạn thì tôi đành chịu không dám vươn. Tôi hiểu rõ rằng những điều tôi miêu tả về cuộc tham quan dưới đáy biển này chắc các bạn sẽ cho là chuyện bia hoàn toàn. Nhưng không, tôi không mơ ngủ đâu. Tất cả những cái đó tôi đều nhìn thấy tận mắt. Chúng tôi rời tàu nao ti lúa đã được hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã vượt qua dài rừng. Phía trên chúng tôi chừng 30 mét là đỉnh núi nhọn hoắt. Từng đàn cá từ phía dưới chân chúng tôi bơi lên như những bầy chim hoảng sợ vụt bay lên khỏi bụi cỏ. Tìm tôi đập thình thịch mỗi khi có một vòi bạch tuộc ghê rợn, hay một càng cua khủng khiếp bỗng chặn ngang đường. Hàng ngàn chấm sáng long lanh trong bóng đêm, đó là mắt những con tôm khổng lồ đang lần vào hang, những con cua vĩ đại đứng sừng sững như những cỗ đại bác đặt trên xe, những con bạch tuộc đáng sợ đang ngoe nguẩy vòi như những đàn rắn. Thật là một thế giới quái gì nhưng thuyền trưởng nemo đã quen với những quái vật đó nên chẳng chú ý gì tới chúng cả chúng tôi đã tới một cao nguyên nơi có nhiều cái bất ngờ đang chờ đợi tôi trước mắt tôi hiện ra những cảnh hoang tàn xưa kia do bàn tay con người chứ không phải do thiên nhiên tạo nên những phiến đá trồng chất lên nhau có vẻ lộn xộn nhưng cũng có thể đoán ra xưa kia là những cung điện đền đài nhà cửa tôi đang ở đâu vậy tôi cần biết điều đó nhưng không thể gọi nemo được tôi bèn nắm lấy tay ông ta, nhưng Nemo lắc đầu chỉ lên đỉnh núi, hình như muốn nói, cứ đi đi, trèo lên cao nữa đi, tôi dáng sức đi theo Nemo và mấy phút sau thì tới đỉnh núi. Tôi nhìn lại, sườn núi chúng tôi vừa trèo lên chỉ cao hơn đáy biển chừng hơn 200 mét, nhưng sườn núi bên kia thì cao hơn gấp đôi và đâm thẳng xuống một hõm sâu. Trước mắt tôi trải ra một khoảng không gian mênh mông sáng loà. Ngọn núi chúng tôi đang đứng là núi lửa, cách đỉnh chừng 15 mét, từ miệng núi phun ra những dòng thác lửa cuồn cuộn núi lửa như một bó đuốc khủng khiếp chiều sáng cả một đáy biển bằng phẳng nằm dưới chân núi tôi nói núi lửa ngầm phun ra dung nham chứ không phun ra lửa muốn có lửa thì cần có không khí no dưỡng khí và lửa không cháy được trong nước trước mắt tôi hiện ra một thành phố chết những tòa nhà đổ nát những đền đài hoang tàn xa xa là những ống dẫn nước khổng lồ xa hơn một chút là vết tích của một hải cảng nơi xưa kia có nhiều tàu buôn và tàu chiến ra vào. Xa hơn nữa là những dãy nhà đổ nát, những dãy phố hoang vu. Tôi đang ở đâu, ở đâu, tôi muốn biết điều đó, muốn biết điều đó dù có phải vứt bỏ cái mũ sắt đang bảo vệ đồng. Nhưng thuyền trưởng Nemo đã bước đến gần tôi và ra hiệu cho tôi đừng làm như vậy. Sau đó, ông ta lấy một viên đá trắng mềm viết lên tường một chữ, Atlantic Atlantic đó là một lục địa mà sự tồn tại đã được nhiều nhà bác học tranh cãi lục địa đó đã nằm trước mắt tôi với tất cả những bằng chứng của tai họa đã xảy ra cách đây nhiều thế kỷ những trận lũ lụt và động đất đã hoành hành trên hành tinh chúng ta chỉ cần một đêm và một ngày là lục địa atlantic đã bị xóa sạch khỏi mặt đất chỉ có những ngọn núi cao nhất là còn được trông thấy ngày nay tôi nhớ lại tất cả những điều đó khi đọc chữ atlantic của nemo số phận kỳ lạ đã đưa tôi đến một ngọn núi của lục địa đã bị mất. Tôi được sờ mó vào những hòn đá của những tòa nhà đồng thời với các thời đại địa chất. Tôi được bước chân lên mảnh đất mà những người nguyên thủy đã đi. Dưới chân tôi lạo xạo những vật hóa thạch đã sống ở những thời kỳ xa xưa nhất dưới bóng cây giờ đây đã biến thành đá. Chào ôi, sao tôi không có đủ thì giờ để theo sườn núi dốc đứng mà đi xuống. Tôi muốn đi suốt lục địa huyền diệu này xưa kia hẳn đã nối liền châu Phi với châu Mỹ tôi muốn thăm các thành phố cổ xưa nhất nơi sinh sống của những người khổng lồ thọ hàng thế kỷ có đôi tay hùng mạnh vần đi được những tảng đá chống lại được sự tàn phá của nước biển biết đâu một ngày kia lục địa atlantic bị chôn vùi dưới đáy biển sẽ nổi lên mặt nước trong khi tôi mơ tưởng và cố ghi lại trong trí nhớ tất cả những chi tiết của cái cảnh hùng vĩ này thì thuyền trưởng nemo tì tay vào bức tường đầy rêu và im lặng nemo đang nghĩ tới những thế hệ đã mất đi hay đang tìm lời giải đáp cho những số phận của con người hay nemo đến đây để tìm nguồn sức mạnh mới trong quá khứ lịch sử để sống trong giây lát như những người khổng lồ ngày xưa tôi đặt ra mọi giả thiết để tìm hiểu những ý nghĩ của nemo và chia sẻ những ý nghĩ đó với ông ta suốt một tiếng đồng hồ chúng tôi ngắm nhìn khoảng đất bằng trải ra dưới ánh sáng của dung nham cháy đỏ đôi khi sáng rực Lúc đó mặt trăng xuyên qua lớp nước dày và dọi những tia sáng yếu ớt xuống lục địa bị chìm ngập. Nemo đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lần cuối rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi xuống núi rất nhanh, sau khi vượt qua khu rừng hóa thạch, tôi thấy ánh đèn pha của tàu lúa lấp lánh như một vì sao. Nemo hướng theo ánh đèn đó, chúng tôi trèo lên tàu đúng lúc những tia sáng đầu tiên của mặt trời mọc vừa chạm mặt biển. Chương 34: Mỏ than ngầm dưới biển. Hôm sau 20 tháng 2, tôi dậy rất muộn vì đêm trước khá mệt. Lúc ngủ dậy đã 11 giờ, tôi vội mặc quần áo rồi ra xem hướng đi của tàu Nao Ti Lúa. Địa bàn vẫn chỉ hướng Nam, tốc độ 20 hải lý một giờ, độ sâu 100 mét. Công xây đến, tôi kể cho anh ta nghe về cuộc tham quan đêm vừa rồi. À, cửa phòng khách mở nên công xây kịp nhìn thoáng qua một phần của lục địa bị chìm ngập. Tàu chạy trên đáy biển 10 mét nó lướt trên lục địa Atlantic như một quả cầu khinh khí gặp gió lướt trên những cánh đồng cỏ nói đúng hơn nó chạy nhanh như một con tàu tốc hành những cảnh vật kỳ diệu lọt vào ánh đèn pha trên tàu và hiện ra trước mắt chúng tôi trong khi đó tôi kể cho công xây nghe về lục địa Atlantic công xây nghe tôi một cách lơ đãng sự chú ý của anh ta bị thu hút vào hàng đàn cá đang bơi quanh tàu theo thói quen khi thấy cá là công xây lao đầu vào việc phân loại và thoát ly mọi thực tế. Vì vậy tôi chỉ còn biết làm theo anh ta và cùng anh ta tìm hiểu các loại cá ở đây. Cá ở Đại Tây Dương chẳng khác biệt gì lắm với cá ở các biển khác. Vừa quan sát động vật, tôi vừa ngắm cảnh bình nguyên của lục địa Atlantic. Đôi khi đáy biển mấp mô nhiều khiến tàu phải chạy chậm lại và trườn lách qua những khe đồi nhỏ hẹp khéo léo như một con cá voi. Ở đôi chỗ địa hình phức tạp quá không len lỏi qua được thì con tàu lại vọt lên cao, vượt qua vật chướng ngại, rồi lại lao xuống cách biển chỉ vài mét. Gần 4 giờ chiều, tính chất của đáy biển bắt đầu thay đổi. Nó không còn phủ một lớp bùn dày sen với những cành cây hoa đá nữa mà ngày càng nhiều đá hơn. Tôi thấy tàu đang chạy vào một vùng núi, chấm dứt cảnh đồng bằng mênh mông. Tôi lại nhận thấy chân trời phía nam bị ngăn lại bởi một dãy núi cao chắc không vượt qua được. Ngọn núi chắc nhô khỏi mặt biển. Bức tường đá đó hẳn là chân một lục địa hay ít nhất là chân một hòn đảo. Tọa độ chỗ này không được ghi trên bản đồ biết đâu không phải là cố ý. Nên tôi không xác định được vị trí con tàu, nhưng tôi cảm thấy hình như bức tường đá này là đầu cùng của lục địa Atlantic mà tôi chỉ được thấy một phần nhỏ. Đêm đến, tôi vẫn không ngừng quan sát. Công Xây trở về phòng riêng, tôi còn lại một mình trong phòng khách tàu nao ti lúa đang tới sát bức tường đá thì ô cửa sổ đóng lại. Tôi chưa hình dung được nó sẽ vượt qua trở ngại này thế nào, nhưng vẫn phải quay về phòng riêng. Tàu đỗ lại, tôi ngủ thiếp đi với ý định là sẽ dậy sớm, nhưng sáng hôm sau, khi tôi ra phòng khách thì đã 8 giờ. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ sâu thì biết tàu đã nổi lên mặt nước. Có tiếng chân người trên băng, nhưng sao không thấy thân tàu lắc lư như mỗi lần tàu chạy trên mặt biển. Tôi đến chỗ nắp tàu nắp tàu mở tôi nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy xung quanh tối mịt mùng chúng tôi đang ở đâu tôi lầm lẫn rồi hay sao chẳng lẽ bây giờ còn là đêm không chẳng thấy một ngôi sao nào trên trời dù có là đêm đi nữa cũng không thể tối đến mức này tôi hoang mang có tiếng người hỏi tôi giáo sư đấy à à thuyền trưởng nemo chúng ta đang ở đâu vậy thưa giáo sư đang ở dưới đất ở dưới đất tôi sửng sốt nhưng tàu vẫn chạy vẫn chạy như thường tôi xin chịu, không sao hiểu được, ngài hãy dáng chờ mấy phút, tôi sẽ cho bật đèn pha, và nếu ngài muốn biết rõ tình hình thì ngài sẽ được toại nguyện. Tôi lên bom đợi, tôi đến nỗi tôi không nhìn thấy Nemo nữa, tuy vậy, ngước nhìn lên, tôi vẫn thấy đỉnh đầu một vệt sáng mờ lọt qua một lỗ thủng hình tròn. Nhưng lúc đó đèn pha được bật lên ánh đèn chói lòa nuốt chừng mất vệt sáng mờ kia, ánh điện sáng quắc, làm tôi phải nhắm mắt lại trong một phút. Sau đó tôi bắt đầu nhìn xung quanh, tàu nao ti lúa đỗ bập bềnh gần bờ đá cao giống như bến cảng. Biển cả biến thành một cái hồ có tường đá bao quanh. Hồ, có đường kính khoảng 2 hải lý, chu vi khoảng 6 hải lý. Mực nước trong, hồ, không thể khác mực nước đại dương được vì, hồ, và biển nhất định thông nhau. Nhưng bức tường đá dần dần trụm lại ở độ cao 500 hay 600 mét, tạo thành một cái phễu khổng lồ lật ngược giữa phễu có một cái lỗ nhỏ để lọt qua ánh sáng mặt trời mờ mờ. Trước khi nghiên cứu cấu tạo bên trong của cây hang lớn này và tìm hiểu xem nó do bàn tay con người hay do thiên nhiên tạo nên, tôi hỏi Nemo, thưa thuyền trưởng, tôi vẫn chưa hiểu chúng ta đang ở đâu. Trong lòng một núi lửa đã tắt, trong khi giáo sư ngủ tàu Nao Ti Lúa đã lọt vào đây qua một lạch nước tự nhiên ở độ sâu 10 mét. Đây chính là bến tàu, một bến tàu vững chắc, thuận tiện không bị ai nhòm ngó và tránh được gió tất cả các cấp. Giáo sư khó tìm thấy ven bờ các lục địa hay đảo một nơi nào bảo đảm cho tàu thuyền tránh bão tốt hơn ở đây. Thưa thuyền trưởng, rất đúng, ở đây chúng ta được an toàn, trong lòng núi lửa thì có cái gì đe dọa nổi chúng ta nữa. Nhưng ở đỉnh núi tôi thấy một cái lỗ. Đúng, đó là miệng núi lửa xưa kia phun ra dung nham hơi lưu huỳnh và lửa. Bây giờ miệng núi cung cấp cho chúng ta không khí trong lành. Vùng biển này rất nhiều đảo có nguồn gốc núi lửa, đối với người đi biển bình thường thì đó chỉ là dải đá ngầm, còn đối với ta thì đó là một hang đá khổng lồ. Tôi tình cờ phát hiện ra nó, tình cờ mà rất có lợi. Thưa thuyền trưởng, có thể xuống đây qua miệng núi lửa được không? Không xuống cũng không lên được, từ chân núi lên khoảng 30 mét thì còn trèo được, cao hơn nữa thì vách núi lình cuốn, trèo sao được. Thưa thuyền trưởng, tôi thấy ở mọi nơi mọi lúc thiên nhiên đều phục vụ ngài trong hồ nước này ngài được an toàn tuyệt đối chẳng ai phá vỡ được sự yên tĩnh ở đây nhưng ngài cần bến tàu này làm gì tàu nao ti lúa đâu có cần bến thưa giáo sư đúng là tàu không cần bến nhưng nó cần điện để chạy cần có bình điện để sản ra điện năng cần nơ chi để nạp các bình điện cần than để có nơ chi cần mỏ than để khai thác than từ những thời đại địa chất xa xưa biển đã nốt chửng nhiều rừng cây rừng cây đã biến thành than đá và trở thành nguồn nhiên liệu vô tận nghĩa là các thủy thủ của ngài làm cả công việc thợ mỏ nữa vâng đúng vậy những mỏ than đá nằm dưới nước các thủy thủ của tôi mặc đồ lặn mang theo cuốc chim xuống đây đào than khi tôi đốt than để có nơ chi thì khói theo miệng núi thoát ra khiến núi lửa có vẻ đang hoạt động chúng tôi có được thấy thủy thủ của ngài đào than không không tôi đang vội hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới này vì vậy, tôi chỉ cho lấy chỗ than dự trữ sẵn ở đây thôi. Lấy xong than, nghĩa là đúng ngày kia, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chương 35, Biển xác hy vọng trở về bờ biển châu Âu bị tiêu tan. Thuyền trưởng Nemo cho tàu chạy về hướng nam. Ông ta đi đâu, tôi chịu không dám ước đoán nữa. Ngày hôm đó, tàu đi qua một vùng độc đáo của Đại Tây Dương. Dòng biển Gulf ấm áp thì ai cũng biết, từ bờ biển Florida nó chảy về Speedbegan đến khoảng 44 ô vĩ Bắc Gulf Stream chia làm hai nhánh. Nhánh chính theo hướng đông bắc chảy dọc bờ biển Ireland và Naui nhánh thứ hai theo hướng nam chảy về nhóm đảo Ado. Tới bờ biển Châu Phi, nhánh nam vẽ thành hình vòng cung và trở về nhóm đảo Anty. Nhánh nước ấm này gọi là vòng đai, thì đúng hơn là nhánh bao quanh một vùng biển của Đại Tây Dương, có tên là biển Sargas. Biển Sargas quả là một cái hồ giữa biển cả. Diện tích của nó lớn đến nỗi dòng biển stream phải mất 3 năm mới chảy quanh được một vòng. Suốt ngày 22 tháng 2, tàu chạy ngầm dưới biển Sapax. Nơi đây, các loài cá ưa thực vật biển và các loài giáp xác có thể tìm thấy vô số thức ăn. Từ 23 tháng 2 đến hết 12 tháng 3, nghĩa là suốt 19 ngày, tàu Nautilus chạy giữa Đại Tây Dương, đưa chúng tôi về phía nam với tốc độ 100 dặm trong 24 tiếng đồng hồ. Rõ ràng là thuyền trưởng Nemo đang thực hiện cuộc du hành vòng quanh thế giới này theo một kế hoạch định trước. Và tôi tin rằng sau khi vòng qua mũi hóc, ông ta sẽ trở lại vùng biển phía nam Thái Bình Dương. Nhưng lo ngại của Netland là có căn cứ. Ở giữa biển khơi này họa hoàn mới gặp một hòn đảo thì còn nói chi đến việc chạy trốn. Ý muốn của thuyền trưởng Nemo là luật lệ trên tàu Nautilus. Thôi cũng đành phó mặc số phận. Nhưng nếu dùng bạo lực hay mưu mẹo để chống lại Nemo là điều vô ích thì sao không thể thương lượng với ông ta được? Kết thúc cuộc hành trình vòng quanh thế giới này, liệu Nemo có bằng lòng trả lại tự do cho chúng tôi? Nếu chúng tôi thề sẽ giữ bí mật cho ông ta không? Nemo sẽ có thái độ thế nào đối với những yêu sách tự do của tôi? Ông ta đã chẳng nhiều lần tuyên bố một cách cương quyết là chúng tôi sẽ bị trói buộc vĩnh viễn vào tàu Nautilus để khỏi bị lộ bí mật đó sao? phải chăng Nemo xem sự im lặng của chúng tôi trong bốn tháng dòng là một sự thỏa thuận với tối hậu thư của ông ta? Đặt vấn đề này ra liệu có làm cho Nemo ngờ vực, do đó ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện ý đồ của chúng tôi không? Sau khi cân nhắc và suy nghĩ kỹ, tôi trao đổi ý kiến với công xây. Anh ta cũng phân vân như tôi, tuy tôi chưa đến nỗi tuyệt vọng, nhưng nghĩ cho kỹ, tôi cũng hiểu rằng cơ hội trở về xã hội loài người ngày càng hiếm nhất là khi Nemo đang cho tàu phóng vun vút trong vùng biển nhiệt đới của Đại Tây Dương. Suốt 19 ngày nói trên không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Thuyền trưởng Nemo ít khi xuất hiện, ông ta làm việc nhiều, ở thư viện, tôi thường thấy những cuốn sách, phần lớn là về lịch sử tự nhiên, đang đọc giờ. Trong cuốn, những bí mật của biển sâu, của tôi, Nemo đánh dấu chi chít bên lề, đôi khi ghi những ý kiến bác bỏ một số lập luận và giả thiết của tôi. Nhưng Nemo chỉ ghi tóm tắt những nhận xét đó trên lề sách mà không tranh luận trực tiếp với tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những giai điệu buồn buồn đầy tình cảm. Nemo chơi đại phong cầm, nhưng chỉ chơi lúc khuya, khi bóng đêm đã bao trùm mặt biển và khi tàu nao ti lúa mơ màng giữa đại dương vắng lặng. Suốt 19 ngày đó tàu chạy trên mặt nước, thỉnh thoảng mới có một chiếc tàu buồm chở hàng đi Ấn Độ đang hướng về mũi hảo vọng. Một hôm có chiếc tàu săn cá voi rượt theo chúng tôi. Chắc họ tưởng tàu nao ti lúa là một con cá voi khổng lồ. Nhưng Nemo không muốn họ phí thì giờ và sức lực nên cho tàu lặn xuống. Cá vùng biển này về căn bản giống cá ở các vùng biển khác. Chúng tôi gặp cả cá mập bơi gần tàu, đó là những con chó biển, những con cá phàm ăn nhất. Cánh dân chài kể lại rằng trong bụng một con cá mập người ta thấy một cái đầu trâu và gần nguyên một chú bê con, có khi thấy hai con cá ngừ và cả một anh lính thủy với đầy đủ trang phục hoặc một anh lính có đeo gươm hẳn hoi. Thậm chí có con cá mập nuốt chừng cả một kỵ mã lẫn ngừa. Tuy vậy những lời đồn đại ấy đều không đáng tin. Từng đàn cá heo bám chặt lấy tàu và làm chúng tôi buồn cười về những trò nghịch ngợm của chúng. Mỗi đàn gồm năm sáu con, hệt như cho sói trong rừng. Cá heo rừng phàm ăn chẳng kém gì cá mập. Một giáo sư ở Copenhagen cho biết ông đã lấy từ dạ dày một con cá heo ra 13 con lợn biển và 15 con hải công. Công xây phân loại rất nhiều cá bay, thật kỳ thú khi được thấy tài khéo léo của cá heo rượt bắt chúng. Dù chúng có bay cao, bay xa đến đâu thậm chí vượt qua cả tàu nao ti lúa, chúng cũng không thoát khỏi cây mõm ngoác rộng của cá heo. Suốt ngày 13 tháng 3, tàu đo độ sâu của đại dương. Thuyền trưởng Nemo quyết định cho tàu lặn xuống độ sâu tối đa để xác định những số liệu của các vực sâu này ở Đại Tây Dương. Tôi sẵn sàng ghi chép những kết quả của cuộc thí nghiệm cửa sổ phòng khách được mở ra tàu nao ti lúa chuẩn bị lặn xuống rốn biển đại tây dương thân tàu rung lên như một chiếc dây đàn vặn căng rồi nhẹ nhàng chìm xuống nước tôi và nemo đứng trong phòng khách theo dõi áp kế một lát sau tàu đi qua chỗ ở của vô số loài cá càng xuống sâu hệ động vật càng thay đổi một số cá chỉ sống ở lớp nước trên một số khác ít hơn ở các lớp nước dưới chính ở đây chúng tôi lọt vào giữa một thế giới động vật kỳ lạ kim đồng hồ chỉ độ sâu 6.000 mét. Tàu lặn đã được một tiếng đồng hồ, càng xuống sâu, biển càng nghèo sự sống nhưng lại trong một cách lạ lùng. Tàu lặn thêm một tiếng nữa thì xuống tới độ sâu 13.000 mét, nhưng vẫn chưa thấy đáy biển. Tuy vậy, ở độ sâu 14.000 mét, giữa là nước trong như pha lê, tôi nhìn thấy bóng đen của những ngọn núi Hy Mê Lạp Sơn hay Bạch Sơn, hay cao hơn nữa, bởi lẽ lòng chảo này sâu chưa biết đến đâu là cùng tàu nao ti lúa vẫn lướt xuống đáy đại dương sâu thẳm, mặc dù áp lực bên ngoài rất lớn. Tôi cảm thấy vỏ tàu kêu ken kết, kính ở các ô cửa phòng khách bị lõm xuống vì áp lực nước. Nếu con tàu không có sức bền của thép như Nemo nói thì nó đã bị bóp bẹp rúng rồi. Ở độ sâu 13.000 mét, tàu nao ti lúa đã vượt qua giới hạn của các lớp nước có sinh vật, tựa như một quả cầu lên cao quá sinh quyền. Vậy mà chúng tôi đã xuống sâu tới 16.000 mét 4 dặm vỏ tàu chịu áp suất 1.600 kg trên 1 cm vuông. Thật là một cuộc thử sức lớn lao. Tôi thốt lên, xuống tới đáy biển sâu mà chưa một người nào tới được. Thuyền trưởng hãy nhìn xem kia, những mỏm đá hùng vĩ, những hang ngầm mà không một sinh vật nào có thể dùng làm nơi ẩn náu. Đây chính là đầu cùng của các lục địa trên trái đất. Phía bên kia không còn sự sống nữa, vì sao sau khi đến đây, chúng ta chỉ mang về được những kỷ niệm thôi ngài muốn mang về một cái gì thực chất hơn ư nemo hỏi tôi thưa thuyền trưởng tôi chưa hiểu ý ngài tôi muốn nói chẳng có gì đơn giản hơn là ghi lại mãi mãi cảnh biển sâu này tôi chưa kịp biểu lộ sự ngạc nhiên của mình thì nemo đã ra lệnh mang máy ảnh đến cánh cửa sổ được mở rộng biển bên ngoài được chiếu sáng quả là một cảnh tuyệt đẹp ánh sáng nhân tạo dùng để chụp ảnh biển sâu tốt hơn ánh sáng mặt trời nhiều tàu nao lúa đứng yên tại chỗ Chúng tôi hướng ống kính vào một cảnh tráng lệ của đáy đại dương mà mấy giây sau được một âm bản rất đạt. Chụp ảnh xong, Nemo nói: "Thưa giáo sư, đã đến lúc ta phải lên rồi, không nên lạm dụng những khả năng của chúng ta và bắt vỏ tàu phải chịu đựng quá lâu một áp lực quá lớn như vậy. Thưa thuyền trưởng, xin ngài cho tàu lên, giáo sư đứng cho vững nhé." Tôi chưa kịp hiểu rõ ý Nemo thì đã ngã lăn ra. Theo lệnh thuyền trưởng, chân vịt ngừng hoạt động bánh lái điều khiển độ sâu chuyển sang chiều thẳng đứng. Thế là tàu nao ti lúa vút lên như một quả khí cầu, nó rẽ nước và gây ra tiếng rít ầm ầm. Trong 4 phút, tàu vượt 16.000 mét khoảng cách giữa đáy biển và mực nước và nổi lên mặt đại dương như một con cá bay, làm vọt lên những tia nước tung tóe. Chương 36: Cá nhà táng và cá voi. Đêm 13 dạng 14 tháng 3, tàu nao ti lúa lại chạy về hướng nam. Tôi tưởng sau khi vòng qua mũi hóc, tàu sẽ vào vùng biển thái bình dương và thế là sẽ kết thúc cuộc hành trình vòng quanh thế giới nhưng tàu lại hướng về phía châu úc nó đi nam cực ư thế thì điên rồ quá chừng tôi bắt đầu thấy những hành động của nemo chứng tỏ nét len lo ngại là có cơ sở thời gian gần đây nét chẳng cho chúng tôi biết gì về những kế hoạch của mình nét trở nên dè dặt và ít nói hơn tôi thấy cảnh tù túng này đè nặng lên tâm tư anh ta khiến anh ta ngày càng bản tính hơn mỗi lần gặp nemo mắt nét lại nảy lửa, Tôi sợ anh chàng Canada nóng nảy này có thể liều lĩnh. Ngày 14 tháng 3, công xây và nét bỗng nhiên vào phòng tôi. Tôi hỏi họ đến có việc gì, thưa giáo sư, tôi muốn hỏi ngài vài điều, nét trả lời. Ông cứ hỏi, ngài cho rằng trên tàu Nao Ti Lúa có nhiều người không? Tôi không rõ, ông bạn ạ, à, theo tôi, điều khiển một con tàu như tàu Nao Ti Lúa không cần nhiều người. Rất đúng. Tôi trả lời, muốn điều khiển một con tàu có máy móc chạy điện thì 10 người là đủ. Thế thì sao trên tàu số thủy thủ lại nhiều hơn? Vì sao à? Tôi chăm chú nhìn nét. Đoán ý của nét cũng chẳng khó gì. Tôi nói, bởi vì, nếu những lời phỏng đoán của tôi là đúng và nếu tôi không hiểu sai ý nghĩa cuộc sống của thuyền trưởng Nemo, thì tàu Nao Ti Lúa chẳng phải là một con tàu đơn thuần. Nó còn là nơi ẩn náu của những người đã cắt đứt mọi quan hệ với mặt đất như bản thân Nemo vậy rất có thể thế, công xây nói, nhưng dù sao tàu nao ti lúa cũng chỉ chứa được một số người có hạn. Giáo sư có thể tính được số người tối đa trên tàu không? Tính số người trên tàu à? Bằng cách nào hở công xây? Bằng phép tính đơn giản thôi. Giáo sư đã biết sức trở của tàu, do đó biết cả khối lượng không khí có thể dùng được trên tàu. Mặt khác, giáo sư lại biết mỗi người cần bao nhiêu dưỡng khí để thở và tàu nao ti lúa cứ 24 tiếng đồng hồ lại phải nổi lên để dự trữ. Công xây không nói hết câu, nhưng tôi hiểu rất rõ y anh ta. Tôi nói, tôi hiểu anh, công xây ạ, à, tính toán không khó lắm, nhưng chắc gì đã đúng. Không quan trọng, nét nói, đại khái cũng được, thế này nhé, mỗi tiếng đồng hồ mỗi người tiêu thụ hết một số dưỡng khí chứa trong 100 lít không khí. Như vậy trong 24 tiếng đồng hồ tiêu thụ hết dưỡng khí chứa trong 2.400 lít. Bây giờ phải chia dung tích của tàu cho 2.400. Đúng vậy, trọng tài tàu nao ti lúa là 1.500 tấn, trong mỗi tấn có 1.000 lít không khí. Tôi lấy bút chì ra làm phép tính, gạch nối chấm chấm chấm, tàu N, chứa được một khối lượng không khí đủ cho 625 người dùng trong 24 tiếng đồng hồ. 625, nét nhắc lại, nhưng tôi đoán chắc với ông tất cả những người trên tàu này cộng lại, cả hành khách, thủy thủ, sĩ quan cũng không đến một phần 10 con số trên. Vì vậy, hôm nét ạ tôi chỉ có thể khuyên ông là nên kiên nhẫn một chút không phải chỉ kiên nhẫn mà còn phải nhẫn nhục nữa công xây dùng từ rất chính xác tuy vậy nemo cũng không thể đi về phía nam mãi được đến lúc nào đó ông ta cũng phải dừng lại thôi khi gặp những đồng băng nemo sẽ phải quay về những vùng biển văn minh hơn lúc đó anh nét ạ à, sẽ là thời cơ thuận lợi cho chúng ta nét lắc đầu lấy tay lau chán rồi đi ra chẳng nói một lời công xây bảo tôi nếu giáo sư cho phép tôi sẽ lựa lời khuyên giải anh ta anh chàng nét khốn khổ này nhồi vào đầu óc mình đủ thứ linh tinh lúc nào cũng nhắc tới quá khứ nét tự dày vò mình bằng những kỷ niệm cũ nên thông cảm với anh ta anh ta còn biết làm gì trên tàu này nữa nét không phải là bác học như giáo sư những cảnh kỳ diệu dưới biển sâu chẳng làm anh ta vui sướng như giáo sư nét sẵn sàng hy sinh hết thảy để có thể tối đến ngồi trong một quán rượu nào đó ở Canada. Cuộc sống đơn điệu trên tàu nao ti lúa quả thực đã đè nặng lên nét len, một người ưa hoạt động và phóng túng. Ít có những sự việc làm anh ta thích thú. Tuy vậy, cũng có một chuyện khiến nét nhớ lại thời oanh liệt xưa. Gần 11 giờ trưa, tàu nao ti lúa nổi lên mặt nước đúng vào giữa một đàn cá voi. Cuộc gặp gỡ này không làm tôi ngạc nhiên, Tôi biết loài động vật có vú này bị nhiều đoàn tàu đánh cá săn bắt, nên phải lần tránh sang Đại Tây Dương và những vùng biển kế cận. Cá voi đã đóng một vai trò quan trọng và giúp ích nhiều trong thời đại của những phát kiến lớn. Chúng đã lôi cuốn những người Basque, sau đó là những người Asturia, người Anh, người Hà Lan, dạy họ coi khinh những hiểm nguy của biển cả và dám đi ngang dọc các đại dương. Những truyền thuyết cổ xưa nói nhiều về chiến công, của cá voi đã dẫn dắt các thợ săn tới gần Bắc Cực chỉ còn 7 dặm là tới. Rất có thể là nhờ đi săn cá voi ở các vùng biển cực Bắc và cực Nam, người ta đã tìm ra hai cực của trái đất. Chúng tôi ngồi trên bong, biển lặng, tháng 10 ở độ vĩ này cho chúng tôi những ngày thu tuyệt đẹp. Nét là người đầu tiên anh ta không thể lầm lẫn được phát hiện ra một con cá voi ở chân trời phía đông. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cách tàu độ 5 hải lý một vật màu đen lúc nổi lên lúc chìm xuống mặt biển. Cha, nét reo lên. Nếu tôi ở trên tàu đánh cá voi thì phe này phải biết. Chú cá hồi này khá lắm. Nhìn cột nước nó phun lên kia. Sao tôi lại bị trói chặt vào đây thế này? Ông còn nhớ nghề săn cá voi à? Ông nét, thưa giáo sư, có người thợ săn nào quên được nghề cũ của mình? Có cái gì thay thế được nghề đó? Nó làm máu trong người tôi sôi lên. Ông chưa săn cá voi ở vùng biển này bao giờ à? Thưa giáo sư, chưa, tôi đã từng lên các biển miền Bắc, đã đến tận El Beijing và El Davis. Nghĩa là ông chưa quen biết những chú cá voi ở bán cầu Nam. Cũng đúng thôi, cho tới nay ông chỉ săn cá voi phương Bắc mà cá voi phương Nam thì không vượt qua vùng biển nóng của xích đạo. Giáo sư không nói đùa đấy chứ, nét hoài nghi, tôi chỉ nói sự thực, thế thì xin kể giáo sư nghe một câu chuyện năm 1865, cách đây gần 2 năm rưỡi tôi bắn được ở gần Greenland một con cá voi trên sườn có mũi lao mang dấu của một chiếc tàu đánh cá ở El Beijing. Xin hỏi vì sao con cá bị thương ở bờ biển phía Tây Châu Mỹ lại bị hạ ở bờ biển phía Đông, nếu sau khi vòng qua mũi hóc hay mũi hảo vọng, nó không vượt xích đạo. Tôi tán thành ý kiến của anh Nét, công xây nói, xin giáo sư giải đáp cho, thưa các bạn có nhiều loài cá voi sống ở các miền biển khác nhau và không bao giờ bỏ đi nơi khác. Và nếu một con cá voi nào từ El Beijing mò sang El Davis thì có nghĩa là giữa hai biển có một lối đi nằm gần bờ biển châu Mỹ hoặc gần bờ biển châu Á. Tôi có nên tin giáo sư không? Nét nhờ mắt hỏi, phải tin chứ, công xây nói. Nét phản đối, nghĩa là nếu tôi chưa từng đến săn ở đây thì tôi không thể quen biết cá voi ở đây chứ gì. Đúng vậy, ông Nét ạ, à, thế thì cần làm quen với chúng. Công xây nói, nhìn xem kìa, nhìn xem, nét kêu lên, giọng xúc động, con cá voi đang tới gần. Chà, nó bơi thẳng về phía ta. Thật là trêu ngươi, nó thấy tôi tay không mà. Nét rậm chân, tay nắm chặt và lắc lắc như đang hô lên một mũi lao tượng trưng. Thưa giáo sư, cá voi vùng này có to bằng ở miền Bắc không? Cũng gần như vậy, ông nét ạ. À. Thưa giáo sư, tôi đã từng thấy những con cá voi dài hơn 30 mét. Tôi còn nghe kể rằng ở vùng đảo Aleut có những con dài gần 50 mét. Nói thế rõ ràng là cường điệu. Tôi trả lời, đó không phải là cá voi thật đâu. Chúng có vây lưng, và cũng như cá nhà táng, thường nhỏ hơn cá voi. Kìa, kìa, nét vẫn không rời mắt khỏi mặt biển. Nó đến gần tàu rồi kìa. Ngài bảo rằng cá nhà táng là loài cá nhỏ ư. Người ta kể rằng có những con cá nhà táng khổng lồ. Loài cá này rất thông minh chúng ngụy trang bằng rong biển và các thực vật biển khác nên giống hệt những hòn đảo nhỏ người ta ghé thuyền vào trèo lên mình nó rồi nhóm lửa xây nhà dựng cửa trên đó nữa chứ công xây chêm vào cậu này chỉ tiếu thôi nét len trả lời rồi một hôm con cá lặn xuống nước thế là mọi người trên lưng nó cũng chìm nghỉm theo xuống biển sâu tôi nhận xét hình như ông nét ưa những chuyện kỳ lạ lắm thì phải tôi chắc bản thân ông cũng không tin những chuyện huyền hoặc ấy Thưa nhà tự nhiên học, nét nghiêm trang trả lời, khi nói đến cá voi thì phải tin hoàn toàn. Kìa kìa, nhìn xem nó bơi, nó lặn tài tình làm sao? Người ta bảo loài cá này có thể bơi vòng quanh thế giới trong 15 ngày. Điều đó có thể tin được, có thật là cá voi làm đắm được tàu không? Công xây hỏi, làm đắm tàu ư? Tôi nghi ngờ khả năng ấy, tê tê ôi trả lời. Tuy vậy, tôi cũng nghe nói năm 1820 ở vùng biển phía nam này, một con cá voi lao vào tàu Essex và đẩy tàu lùi lại với tốc độ 4.000 m giây. Chiếc tàu đắm ngay tức khắc, nét nhìn tôi một cách danh mãnh rồi nói một lần, có con cá voi lấy đuôi hất tôi, à không, hất xuồng lên khiến tôi và mấy người bạn nữa bị tung lên cao 6 m So với con cá voi của giáo sư thì chú cá của tôi chỉ là loại nhép. Con cá voi ngày càng tới gần, nét nhìn một cách thèm thuồng, Chà chà, không phải một con mà cả một đàn người con. 20 con. Thế mà đành chịu bó tay cô hất hận không? Anh Nét, anh hãy nghe tôi, công xây nói. Sao anh không xin thuyền trưởng Nemo cho phép săn? Công xây chưa nói hết câu thì Nét đã lao xuống thang và biến mất. Mấy phút sau, anh ta quay lại cùng với Nemo. Nemo nhìn đàn cá voi đang đùa dưỡng cách tàu một hải lý rồi nói. Cá voi miền Nam đấy, đủ dùng cho cả một đội tàu đánh cá. Thưa thuyền trưởng, ngài có cho phép tôi săn chúng không ạ? À? Nét hỏi, nếu không thì tôi sẽ quên mất tay nghề đấy, giết hại cá vô ích để làm gì? Nemo trả lời, chúng ta chẳng cần mỡ cá voi. Thưa giáo sư, sao ở biển đỏ ngài lại cho phép săn hải cầu? Đó là chuyện khác, lúc đó anh em thủy thủ cần thịt tươi. Còn bây giờ thì giết hại sinh vật chỉ là để giải trí. Con người hay tự cho mình cái quyền ấy, tôi biết. Nhưng tôi không thừa nhận cái lối tiêu khiển man dợ như vậy. Khi giết hại giống cá voi miền Nam, một giống vật hiền lành vô hại. Các bạn nghề của ông đã làm một việc đáng chê trách, ông nét ạ. À. Các ông hãy để cho những con vật bất hạnh đó được yên. Không có các ông, chúng cũng đã lắm kẻ thù, cá nhà táng, cá kiếm, cá cưa. Chắc các bạn có thể hình dung được vẻ mặt của nét khi nghe những lời giáo huấn của thuyền trưởng Nemo rồi. Thuyết đạo đức cho thợ săn nghe thì thật là phí lời vô ích. Nét trợn tròn mắt nhìn Nemo, tỏ vẻ không hiểu Nemo muốn nói gì. Dù sao, Neo vẫn đúng, việc giết hại loài động vật ấy một cách man dở chẳng bao lâu nữa sẽ làm cho đại dương không còn một bóng cá voi nào. Nét lên huyết sáo một bài hát yêu nước của Bắc Mỹ, tay đút vào túi quần và quay lưng lại chúng tôi. Trong khi đó, thuyền trưởng Nemo vừa quan sát đàn cá voi vừa bảo tôi, tôi nói đúng là ngoài con người ra, cá voi còn khá nhiều kẻ thù dưới nước. Ngay bây giờ, trước mắt chúng ta, Đàn cá voi này sẽ phải đương đầu với một đối thủ mạnh. Giáo sư có thấy cách chúng ta tám hải lý những chấm đen đang di chuyển không? Thưa thuyền trưởng, có, đó là cá nhà táng, những con vật khủng khiếp. Tôi đã gặp những đàn từ 200 đến 300 con. Chính loài cá hung dữ và có hại này mới cần tiêu diệt. Nghe câu nói cuối cùng này của Nemo, nét vội quay người lại, "Thưa thuyền trưởng, vẫn còn kịp." nét nói, "Hơn nữa lại bảo vệ được đàn cá voi này." ta chẳng cần dấn thân vào chỗ nguy hiểm làm gì, tàu nao ti lúa tự nó sẽ xua tan lũ cá nhà táng kia. Tôi nghĩ, mũi tàu bằng thép sẽ chẳng thua kém gì mũi lao của ông Nét. Nét nhún vai, hình như muốn nói có đời thừa nào lại đánh cá nhà táng bằng mũi tàu. Ngài Aronak, xin ngài chờ cho một chút, Nemo nói, chúng tôi sẽ mời ngài xem một cuộc săn cá mà ngài chưa bao giờ thấy. Không nên mảy may thương xót lũ cá khát máu này, chúng chỉ có mõm và răng chỉ có mõm và răng. Đó là đặc điểm nổi bật của loài cá nhà táng khổng lồ dài tới 25 mét. Cái đầu đồ sộ của chúng chiếm gần một phần ba thân. Đàn cá nhà táng gớm ghiếc đang tới gần. Chúng đã thấy đàn cá voi và chuẩn bị chiến đấu. Có thể đoán trước là chúng nắm chắc phần thắng không phải vì chúng được trang bị tốt hơn cá voi vốn không có răng mà vì chúng có thể lặn sâu hơn cá voi. Phải nhanh chóng đến cứu cá voi. Tàu nao ti lúa lặn xuống, công xây. Nét và tôi ngồi gần ô cửa phòng khách, thuyền trưởng Nemo sang phòng hoa tiêu để đích thân lái con tàu đó biến thành một vũ khí tiêu diệt. Một lát sau, chân vịt quay tít, đẩy tàu lao đi như mũi tên. Khi tàu tiến ra chiến trường thì lũ cá nhà táng đã bắt đầu tấn công đàn cá voi. Nemo chủ trương cho tàu xông thẳng vào lũ cá to đầu. Thoạt tiên chúng chẳng sợ hãi gì khi tàu nao ti lúa can thiệp vào cuộc chiến, nhưng ít phút sau chúng cảm thấy thấm đòn. Trận đánh thú vị đến nỗi nét cũng phải khoái chí mà vỗ tay đen đét. Nemo gã biến con tàu thành một cái lao nhọn khủng khiếp. Nó lao vào các khối thịt đó mà chém thành hai khúc đầy máu đỏ lòm. Đuôi cá đập vào vỏ tàu rất mạnh nhưng chẳng hề gì. Diệt xong con này, tàu lại xông đến con khác, lúc chạy tới, lúc chạy lui, lúc ngoan ngoãn tuân theo bàn tay hoa tiêu lặn xuống sâu để rượt theo kẻ địch, lúc lại nổi lên mặt biển, khi tấn công chính diện, khi thì đánh ngang sườn mũi tàu băm vằm lũ cá một cách đáng sợ, trên mặt biển nổi lên tiếng ầm ầm như sấm, tiếng rít, tiếng giống của loài cá khi dẫy chết. Đuôi cá quẫy mạnh làm mặt biển trước đó phẳng lặng giờ sùi bọt lên như trào nước sôi. Trong cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài suốt một tiếng đồng hồ ấy, lũ cá nhà táng bị tiêu diệt thẳng tay. Mấy lần chúng tập họp lại thành từng đàn mười, mười hai con để chuyển sang phản công hòng đè bẹp con tồng. Những cái mồm cá đầy răng ngoác rộng những cặp mắt gớm ghiếc ở phía ngoài ô cửa khiến nét nổi khùng. Anh ta không ngớt nguyền rủa lũ cá to đầu và giơ nắm tay ra dọa chúng. Lũ cá ngoạm răng vào vỏ tàu như chó săn ngoạm vào cổ con lợn rừng bị săn đuôi. Nhưng tàu nao ti lúa tuân theo ý người lái, khi thì kéo kẻ địch xuống tàu, khi lại nổi lên mặt biển, mặc dù bị o ép bốn phía. Cuối cùng lũ cá nhà táng bị đánh tan, biển lại lặng, tàu nổi lên mặt biển, chúng tôi mở nắp tàu rồi lên bong mặt biển đầy xác cá bị băm nát, mấy con còn sống sót kinh hoàng, bỏ chạy, nước biển nhuốm màu đỏ thẫm trong khoảng mấy hải lý, tàu nao ti lúa chạy trên một biển máu. Thuyền trưởng Nemo bước tới chỗ chúng tôi và hỏi, thế nào, ông Nét, thưa thuyền trưởng, nhiệt tình của Nét đã nguội đi rất nhanh, cảnh tượng quả là khủng khiếp. Nhưng tôi là thợ săn chứ không phải là đồ tể, mà vừa rồi ngài đã sát sinh quá nhiều. Không phải là sát sinh mà là diệt trừ những con vật có co hại. Nemo phản đối. Và tàu nao ti lúa cũng không phải là con dao của đồ tể. Theo tôi, dùng lao nhọn vẫn hơn, mỗi người đều có vũ khí riêng của mình. Nemo nhìn nét chằm chằm. Tôi sợ nét trong cơn tức giận có thể nói những lời sắc sược với Nemo, gây nên những hậu quả tai hại. Nhưng cơn giận của nét nguôi đi khi anh ta trông thấy con cá voi mà tàu nao ti lúa đang chạy tới gần. Con cá này không kịp tránh đòn của lũ cá nhà táng hung dữ. Nó nằm nghiêng, bụng đầy vết thương nó đã chết vây cá rách tả tơi cuối vây có một chú cá voi con cũng đã chết từ mồm cá mẹ nước tuôn ra như suối thuyền trưởng nemo ghé tàu vào sát con cá chết hai thủy thủ trèo lên sườn cá tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ vắt sữa từ vú con cá ra trong vú có chừng hai ba tấn sữa nemo mời tôi uống một tách sữa nóng tôi không che giấu được sự ghê sợ đối với thứ nước uống này nhưng Nemo cam đoan với tôi rằng sữa cá voi rất ngon và chẳng kém gì sữa bò về hương vị. Tôi nếm thử và thấy quả là ngon, thế là chúng tôi đã làm cho kho thực phẩm dự trữ thêm phong phú. Từ hôm đó tôi bắt đầu lo lắng khi thấy nét tỏ vẻ thù địch ra mặt với thuyền trưởng Nemo, và tôi quyết định phải theo dõi chặt từng hành động của nét. Chương 37, băng giá mênh mông, tàu nao ti lúa đi hoài về phía nam theo kinh tuyến 50. Chẳng lẽ nó hướng về nam cực? Thật là vô lý, mọi ý đồ lọt vào điểm đó của trái đất đều đã bị thất bại. Ngày 13 tháng 3 ở vùng Nam Cực tương ứng với ngày 13 tháng 9 ở vùng Bắc khi bắt đầu thời kỳ xuân thu phân. Ngày 14 tháng 3 ở gần độ vĩ 55 ô xuất hiện những tảng băng trôi màu xám như trì, cao chừng 6, 7 mét, tạo thành những vật chướng ngại mà sóng biển xô vào ảo ào, ào. Tàu Nautilus chạy trên mặt đại dương. Nét đã nhiều lần đến vùng biển Bắc Cực nên đối với anh ta, cảnh băng trôi chẳng có gì lạ. Còn tôi và công xây thì mới được thấy lần đầu, từ chân trời phía nam kéo dài lên một dải trắng toát. Dù mây có dày đến đâu cũng không thể làm lu mờ được ánh cực quang đó. Cực quang là do đồng băng phản chiếu lên, chẳng bao lâu xuất hiện những tảng băng lớn hơn, ánh sáng phát ra khi mạnh khi yếu và bị một làn sương dày bao phủ. Càng đi về phía nam, tàu càng hay gặp những đồng băng trôi những núi băng ngày càng lớn, hàng ngàn chim Nam Cực làm tổ trên đó. Chim báo bão kêu choáng tai. Những con chim khác tưởng tàu chúng tôi là cá voi, liền đậu lên rồi lấy mỏ mổ bong bong xuống vỏ thép. Trong thời gian tàu chạy giữa đồng băng, thuyền trưởng Nemo hay lên băng. Ông ta đăm đăm nhìn cảnh băng giá mênh mông. Thỉnh thoảng mắt Nemo lại sáng ngời lên. Ông ta nghĩ gì trong giây phút đó? Ông ta cảm thấy mình là người chủ duy nhất của vùng biển Nam Cực này của vùng băng hiểm trở và vô tận này chăng? Có lẽ thế, nhưng Nemo im lặng, ông ta đứng hàng giờ để trầm tư cho tới khi linh tính của người thủy thủ kéo ông ta về thực tế. Lúc đó Nemo đích thân cầm lái khéo đưa con tàu tránh những núi băng dài tới mấy hải lý và cao hơn mặt biển 7, 80 mét. Nhiều khi băng tạo thành những bức tường chặn ngang đường, gần độ vĩ 60 ô thì không còn nước tinh khiết nữa nhưng Nemo thường nhanh chóng tìm ra được một khe nhỏ giữa những tảng băng và mạnh dạn lái tàu vào. Nhiệt độ không khí xuống khá thấp, nhiệt kế chỉ trừ 2 o, trừ 3 o, nhưng chúng tôi có đủ quần áo ấm may bằng da gấu và hải cầu. Tàu nao ti lúa được sưởi nóng bằng điện, nhiệt độ trong tàu được điều hòa và không phụ thuộc vào nhiệt độ không khí bên ngoài. Hơn nữa, chỉ cần tàu lặn xuống mấy mét là chúng tôi thấy dễ chịu ngay ngày 15 tháng 3 tàu đến vùng đảo Nam Shetland và Nam Orkney. Thuyền trưởng Nemo kể với tôi rằng trước đây ở chỗ này có rất nhiều hải cầu. Nhưng bọn thợ săn cá voi người Anh và Mỹ đã giết hại bừa bãi những hải cầu lớn, tiêu diệt hoàn toàn loài thú này ở một vùng biển xưa kia đầy sự sống và giờ đây chỉ còn một sự im lặng ghê người. Tàu Nautilus chạy dọc kinh tuyến 55 và vượt qua vòng Nam Cực. Bằng tấn công nó từ bốn phía, thu hẹp dần đường chân trời lại. Nhưng thuyền trưởng Nemo vẫn cho tàu chạy về phía nam. Ông ta đi đâu vậy? Tôi hỏi, đi lung tung, công xây trả lời. Bao giờ bưu đầu sức chán thì sẽ dừng lại. Tôi không dám đoán chắc như vậy. Tôi nói, thật tình, chuyến đi đầy gian nguy này rất hợp ý tôi. Tôi không thể tả sao cho hết được sự mê thích của mình trước cảnh hùng vĩ của miền Nam cực. Nhiều khi bị băng vây hãm, chúng tôi chẳng thấy lối ra. Nhưng nhờ có bản năng tuyệt vời thuyền trưởng Nemo chỉ thoáng nhìn là tìm ngay được những khe hở đưa tàu ra khỏi chỗ hiểm. Những tia nước màu xanh nhạt trên đồng băng đã chỉ đường cho Nemo. Ông ta không bao giờ lầm lẫn trong việc lựa chọn đường đi. Chắc chắn là Nemo đã đến vùng biển băng Nam cực này nhiều lần. Tuy vậy, ngày 16 tháng 3 tàu cũng bị băng vây chặt không đi được. Đây chưa phải là băng vĩnh viễn mà chỉ là những cánh đồng băng rộng được gắn liền với nhau. Nhưng trở ngại đó không làm cho thuyền trưởng Nemo chùn bước ông ta cho tàu lao thật nhanh vào đồng băng, vỏ tàu nao ti lúa bằng thép đâm thẳng vào khối băng giòn làm băng vỡ ra kêu răng rắc. Những mảnh băng bắn tung lên trời rồi rơi rào rào xuống quanh tàu. Do quán tính mà đôi khi tàu trồm lên băng rồi nhờ sức nặng mà phá vỡ nó. Trong những ngày này ở đây có gió giật mạnh, sương mù dày đặc phủ xuống băng, từ đầu này của bong tàu không thấy đầu kia, gió hay đổi hướng đột ngột, tuyết rơi ban đêm phủ lên bong tàu một lớp băng phải dùng cuốc chim nậy lên. Nói chung, khi nhiệt độ không khí xuống tới trừ 5 o thì tất cả các bộ phận bên ngoài của tàu đều bị băng phu. Trong điều kiện đó, tàu buồm không thể hoạt động được. Chỉ tàu có động cơ điện không cần buồm và than mới có thể chạy ở vùng độ vĩ này. Phong vũ biểu chỉ rất thấp, kim địa bàn chẳng đáng tin chút nào. Càng gần nam cực nó càng chỉ linh tinh, đành phải mang địa bàn đến các nơi khác nhau của tàu rồi lấy những thông số trung bình. Cuối cùng, ngày 18 tháng 3 sau nhiều lần cố gắng mở đường không có kết quả, tàu nao ti lúa đã bị kẹt chặt vào băng. Đó chẳng phải là băng khối, băng trôi, đồng băng, mà là một dải núi băng sừng sững như trường thành. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra, thuyền trưởng Nemo xác định tọa độ con tàu. Té ra chúng tôi đã tới 51 ô 30 độ kinh và 67 ô 39 độ vĩ nam, nghĩa là đã tiến rất sâu vào châu Nam Cực. Ở đây chẳng thấy một chỗ nào không đóng băng chẳng có một chút nước tinh khiết nào. Trước mũi tàu nao ti lúa trải ra một dải băng mênh mông, sừng sững những tảng băng khổng lồ hình hộp có cạnh thẳng đứng. Cảnh thiên nhiên buồn tẻ chìm trong vắng lặng khắc khổ thỉnh thoảng mới có tiếng chim báo bão vô cánh. Mọi vật kể cả tiếng động đều biến thành băng, tàu nao ti lúa buộc phải ngừng lại giữa đồng băng. Thưa giáo sư, nét bảo tôi, nếu thuyền trường của ngài vượt qua được chỗ này và đi tiếp, thì sao, thì ông ta cừ lắm sao lại cừ ông nét vì chưa ai vượt qua được trở ngại này bao giờ thuyền trưởng của ngài rất giỏi nhưng khốn thay ông ta giỏi hơn thiên nhiên thế nào được ở nơi mà thiên nhiên đã định danh giới thì dù muốn hay không cũng phải dừng lại đúng thế ông nét ạ à, nhưng tôi vẫn muốn biết sao chỗ băng đóng này là cái gì bức tường trước mặt làm tôi bực mình vô cùng giáo sư nói phải công xây nhận xét những bức tường đó được dựng lên là để làm hỏng thần kinh của các nhà bác học ở đâu thì tường cũng là trở ngại. Nét nói, ai chẳng biết đằng sau chỗ băng này là cái gì, là cái gì, tôi hỏi, là băng, chỉ là băng thôi, ông có tin như vậy không, ông nét, tôi thì không tin, chính vì vậy mà tôi muốn vượt qua chỗ băng này, xin giáo sư hãy nghe tôi mà từ bỏ ý đồ ấy đi. Nét trả lời, chúng ta đã đi tới chỗ băng đóng liền, thế là đủ rồi. Ngài, thiên trường của ngài và tàu nao ti lúa không thể nhích lên một bước nào nữa đâu dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải quay về phương bắc nghĩa là quay về những nước có những người tử tế ư tôi phải thừa nhận nét nói đúng về một mặt một khi tàu thuyền chưa được trang bị để hoạt động giữa đồng băng thì chúng ta phải dừng lại ở ranh giới này thực vậy mặc dù đã tìm mọi cách phá băng tàu nao ti lúa vẫn không nhúc nhích được chút nào trong những điều kiện bình thường nếu tàu không thể tiếp tục hành trình thì nó quay lại nhưng ở đây tàu không tới không lui được vì bị kẹt vào giữa biển băng và nếu tàu cứ đứng mãi một chỗ thế này thì nó sẽ biến thành băng nốt. Phải thừa nhận rằng hành động của Nemo là quá liều lĩnh. Tôi đứng trên băng, Nemo hỏi tôi, giáo sư thấy tình hình chúng ta thế nào? Thưa thuyền trưởng, tôi thấy chúng ta đang bị kẹt giữa biển băng. Bị kẹt, tôi chưa hiểu ý giáo sư. Tôi muốn nói, chúng ta sẽ không thể nhích lên hay lùi xuống, không thể sang phải hay sang trái được nữa. Thế nghĩa là, bị kẹt à, như vậy, ngài cho rằng tàu nao ti lúa không thể thoát ra khỏi biển băng chứ gì thưa thuyền trưởng khó khăn lắm bây giờ đang ngày đông tháng giá khó có thể trông cậy vào chuyện phá băng mà đi giáo sư quả là người rất trung thành với mình nemo trả lời có vẻ hơi mỉa mai ở đâu ngài cũng thấy khó khăn và trở ngại tôi xin tuyên bố rằng tàu nao ti lúa chẳng những sẽ ra khỏi biển băng mà còn tiếp tục tiến lên phía trước tiến về phía nam ạ à? tôi nhìn nemo vâng đến tận nam cực tận nam cực tôi sửng sốt và không giấu được sự nghi ngờ của mình vâng nemo lạnh lùng trả lời đến tận nam cực đến một điểm chưa ai biết nơi tất cả các kinh tuyến trên trái đất giao nhau ngài biết đấy tôi có thể điều khiển tàu nao ti lúa hoàn toàn theo ý muốn của mình vâng tôi đã biết tôi biết con người này dũng cảm đến mức liều lĩnh chỉ có người mất trí mới hy vọng vượt qua những trở ngại chặn ngang đường đi tới nam cực là nơi còn khó đến hơn bắc cực nơi mà những người đi biển gan góc nhất đã tốn bao công sức mà vẫn phải bó tay tôi nảy ra ý định hỏi nemo xem thực tình ông ta đã tìm ra cái cực gớm yếp này chưa thưa giáo sư chưa nemo trả lời chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này cái gì người khác chưa làm được thì tôi sẽ làm được chưa bao giờ tàu nao ti lúa của tôi lại tiến sâu vào vùng biển miền nam thế này nhưng tôi xin nhắc lại nó sẽ vào sâu hơn nữa thưa thuyền trưởng tôi rất muốn tin ngài tôi hơi mỉa mai và tôi vẫn tin ngài chúng ta cứ tiến lên phía trước đối với chúng ta chẳng có gì là trở ngại chúng ta sẽ phá vỡ biển băng này nếu nó không vỡ thì chúng ta sẽ chắp cánh cho tàu nao ti lúa bay lên trên băng lên trên băng nemo bình thản không không lên trên băng mà xuống dưới băng xuống dưới băng tôi ngạc nhiên tôi bỗng hiểu rõ hết ý của nemo những đặc tính của tàu nao ti lúa sẽ được miêu tả trong ý đồ táo bạo này của ông ta Nemo mỉm cười. Tôi thấy chúng ta bắt đầu hiểu nhau. Cái mà tàu bình thường không làm nổi thì tàu nao ti lúa sẽ thực hiện được. Nếu gần vòng đai nam cực mà có lục địa thì tàu sẽ dừng lại. Nếu không, nghĩa là nếu nam cực được đại dương bao quanh, thì chúng ta sẽ tới tận nơi. Có lẽ ngài nói đúng, tôi bị Nemo lôi cuốn, nếu mặt biển bị đóng băng thì phía dưới vẫn là nước. Và nếu tôi không lầm thì phần băng nổi bằng một phần tư phần băng chìm, phải không ạ? Thưa giáo sư, gần như vậy, những núi băng này không cao quá 100 mét thì bề dày của phần chìm dưới mặt biển không quá 300 mét. Đối với tàu nao ti lúa thì 300 mét có ý nghĩa gì? Thưa ngài, chẳng có nghĩa gì, tàu nao ti lúa có thể lặn xuống chỗ sâu nhất, nơi nhiệt độ ở tất cả các độ vĩ đều bằng nhau. Ở đó chúng ta chẳng sợ gì băng giá trừ 30 o hay trừ 40 o làm mặt biển đóng băng lại. Thưa ngài, đúng vậy, hoàn toàn đúng vậy, tôi phấn khởi. Chỉ có một khó khăn duy nhất là tàu phải ở dưới mặt biển mấy ngày liền, không thể nổi lên để lấy không khí được. Chỉ có thế thôi ạ, à? tôi hỏi, các bể chứa trên tàu rất lớn, chúng ta sẽ bơm đầy không khí vào đó và sẽ không thiếu đâu. Ngài Aronap nói rất chi lý, Nemo cười, nhưng tôi không muốn ngài trách là liều lĩnh nên xin nói trước rằng phải dè chừng một điều. Điều gì ạ, à? chỉ một điều thôi, nếu Nam Cực có biển thì biển có thể bị đóng băng dày lúc đó ta sẽ không cho tàu nổi lên được đâu, thưa thuyền trưởng, ngài quên rằng tàu nao ti lúa có sức hút rất mạnh rồi sao? Lẽ nào không thể cho tàu chạy ngược lên theo đường chéo và xuyên thủng lớp băng trên mặt? Chà chà, hôm nay giáo sư thật là nhanh trí. Tôi càng phấn khởi nói tiếp biết đâu chẳng gặp một vùng biển không bị đóng băng ở Nam Cực. Tôi cũng nghĩ như vậy, ngài Aronak ạ, à, nhưng ngài cho phép tôi nhận xét là sau khi đưa ra bao nhiêu lời phản bác lại dự án của tôi giờ đây ngài lại hết lời chứng minh là nó hợp lý thuyền trưởng nemo nói đúng tôi đã vượt ông ta về sự dũng cảm giờ đây tôi đang lôi cuốn ông ta đến nam cực nhưng tôi thật ngu dốt thuyền trưởng nemo còn biết rõ những điểm mạnh điểm yếu trong kế hoạch của mình hơn tôi nhiều thấy tôi say sưa với những mơ ước viển vông chắc ông ta phải buồn cười nhưng nemo không để mất thì giờ ông ta gọi thuyền phó đến hai người trao đổi ý kiến rất sôi nổi bằng một thứ tiếng khó hiểu chẳng biết vì được báo trước hay thấy đề nghị đó có thể thực hiện được nhưng viên thuyền phó chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào công xây còn thản nhiên hơn viên thuyền phó khi nghe nói về ý định cho tàu chạy đến nam cực xin tùy giáo sư anh ta trả lời bằng câu cửa miệng như vậy và chẳng nói gì thêm nữa còn nét thì nún vai và bảo tôi thưa giáo sư ngài và thuyền trưởng của ngài làm tôi phải ái ngại chúng tôi sẽ tìm ra nam cực ông nét ạ, à, có thể như vậy, nhưng chẳng có đường về đâu. Rồi nét lui về phòng riêng, trong khi đó, việc chuẩn bị cho đoàn thám hiểm của chúng tôi bắt đầu. Những máy bơm rất mạnh trên tàu nao ti lúa bơm đầy không khí vào các bể chứa dưới áp suất cao. Đến gần 4 giờ, thuyền trưởng Nemo báo rằng nắp tàu sắp đóng lại. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối biển băng mênh mông mà chúng tôi chuẩn bị vượt qua. Trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mặc dù khá lạnh trừ 12 o nhưng vì lặng gió nên không buốt lắm. Mười thủy thủ mang quốc chim lên bong rồi bắt đầu nảy lớp băng bám quanh vỏ tàu. Việc này không vất vả lắm vì lớp băng đó mỏng. Khi mọi việc đã xong, chúng tôi lui vào trong tàu. Theo thường lệ, các bể chứa được bơm đầy. Tàu bắt đầu lặn, tôi và công xây vào phòng khách, qua các cửa sổ để ngỏ. Chúng tôi có thể thấy được những lớp nước sâu của Nam Băng Dương. Thủy ngân trong nhiệt kế lên dần, kim đồng hồ chỉ độ sâu lệch về bên phải ở độ sâu 300 mét, như Nemo đã dự kiến, tàu xuống tới mặt dưới của lớp băng hình sóng. Nhưng tàu vẫn lặn tiếp xuống sâu đến 800 mét, nhiệt độ nước không còn là trừ 12 o oh như trên mặt biển nữa mà là trừ 11 o. Oh. Thế là bớt đi được một độ, tất nhiên nhiệt độ trong tàu được các máy điện sưởi ấm còn cao hơn nhiều. Tàu Nautilus hoạt động chính xác vô cùng, ở độ sâu không bị đóng băng này, tàu Nautilu hướng thẳng về Nam Cực với tốc độ trung bình là 26 hải lý một giờ, nghĩa là bằng xe lửa chạy nhanh. Nếu tàu không giảm tốc độ thì 40 tiếng đồng hồ nữa chúng tôi sẽ tới Nam Cực. Tôi và công xây ở lại phòng khách đến khuya. Cảnh vật mới lạ làm chúng tôi không rời mắt khỏi ô cửa. Nước biển lấp lánh dưới ánh đèn pha, nhưng xung quanh hoang vắng, chẳng có một chú cá nào sống ở vùng nước đóng băng này. Thỉnh thoảng cá mới qua đây để tới những nơi ít băng giá hơn. Tàu chạy rất nhanh nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy qua sự rung động của vỏ tàu bằng thép. Đến gần 2 giờ sáng, tôi về phòng ngủ mấy tiếng. Công xây cũng vậy, khi đi dọc hành lang, tôi hy vọng gặp Nemo, nhưng chắc ông ta đang ở phòng hoa tiêu. Hôm sau, 19 tháng 3, từ 5 giờ sáng, tôi đã sang phòng khách. Đồng hồ điện cho biết tàu chạy với tốc độ trung bình. Tàu từ từ bơm nước ra khỏi các bể chứa và thận trọng nổi dần lên. Tim tôi đập thình thịch liệu tàu có lên tới mặt biển không? Biển ở Nam Cực có bị đóng băng không? Nhưng tàu bỗng va mạnh vào mặt dưới của biển băng. Thế là phía trên tàu chúng tôi là cả một lớp băng dày hơn 600 mét, dày hơn lớp băng nơi tàu lặn xuống. Tình hình này gay gâu thật. Hôm đó, tàu nao lúa mấy lần cố xuyên thủng lớp băng nhưng đều thất bại. Tới chiều tối tình hình vẫn không thay đổi. Chiều dày của lớp băng xê dịch giữa 4 và 500 mét. Băng có mỏng đi nhiều nhưng từ con tàu đến mặt đại dương vẫn còn một khoảng cách khá lớn. 8 giờ tối, theo quy định thì tàu nao ti lúa phải nổi lên để lấy không khí từ 4 tiếng đồng hồ trước đó. Tuy vậy, tôi chưa cảm thấy thiếu không khí lắm, và thuyền trưởng Nemo cũng chưa dùng tới các bể chứa dự trữ. Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon, trong lòng vừa hoảng sợ vừa nhen nhóm một niềm hy vọng. Mấy lần tôi bật dậy khỏi giường, tàu nao ti lúa thỉnh thoảng lại thăm dò lớp băng phía trên đến gần 3 giờ sáng, các máy móc trong phòng khách cho tôi biết phần dưới của đồng băng chỉ dày có 50 mét. Chúng tôi chỉ còn cách mặt biển có 50 mét, tôi không rời mắt khỏi đồng hồ chỉ độ sâu, tàu đang nổi dần lên theo một đường chéo, lớp băng mỏng dần, cuối cùng, 6 giờ sáng ngày 19 tháng 3 đáng ghi nhớ ấy, cửa phòng khách mở ra. Thuyền trưởng Nemo bước vào và nói, biển, chương 38, Nam Cực, tôi chạy lên bong, đúng là biển rồi chỉ có mấy khối băng trôi rải rác đây đó, xung quanh là biển nước mênh mông, hàng ngàn chim bay lượn trên trời, hàng ức triệu cá bơi dưới nước. Tùy tính chất đáy biển nước chuyển từ màu xanh thẫm sang màu xanh lá cây. Nhiệt kế chỉ trừ ba o. Sau khi vượt qua biển băng, dường như chúng tôi vừa gặp một mùa xuân tươi mát. Đây là năm cực ạ. Tôi hỏi Nemo, lòng bồi hồi xúc động. Tôi không rõ. Đến giữa trưa tôi sẽ xác định tọa độ. Nhưng liệu có thấy được mặt trời qua lớp sương mù dày đặc không? Chỉ cần ló ra một tí là đủ. Cách tàu Nao Ti Lúa 10 hải lý về phía nam, chúng tôi thấy một hòn đảo đơn độc, cao hơn mặt biển 200 mét. Tàu từ từ tiến vào gần đảo, có lẽ quanh đảo có những mỏm đá ngầm. Một tiếng đồng hồ sau, tàu đến sát đảo. Hai giờ sau thì đi quanh đảo được một vòng. Chu vi đảo khoảng 4, 5 hải lý. Một eo biển hẹp ngăn đảo với đất liền, có thể là một lục địa sở dĩ khó xác định là vì giải đất chạy khuất sau chân trời. Sợ mắc cạn, tàu nao ti lúa dừng lại cách bờ hơn 500 mét. Một chiếc xuồng được hạ xuống nước, thuyền trưởng, hai thủy thủ mang theo các máy đo, công xây và tôi ngồi vào xuồng. Lúc đó là 9 giờ sáng, hôm nay tôi chẳng thấy nét đông, có lẽ anh ta khăng khăng giữ ý kiến của mình, mặc dù đã gần tới Nam Cực. Chỉ mấy mái chèo là xuồng đã tới bờ cát, công xây định nhảy lên bờ nhưng tôi ngăn lại thưa thuyền trưởng tôi nói ngài có vinh dự là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này vâng thưa giáo sư tôi không do dự gì khi bước lên mảnh đất nam cực nơi chưa có dấu chân người đặt tới nói đoạn nemo nhẹ nhàng nhảy lên bờ tôi thấy ông ta rất xúc động sau khi leo lên một vách đá dựng lên ở ngoài cùng nemo dừng lại tay khoanh trước ngực ông ta đứng trong tư thế trầm lặng và trang trọng ấy tựa như đang tiếp nhận quyền sở hữu đối với vùng đất đai này năm phút trôi qua, nemo bảo tôi xin mời ngài. tôi liền nhảy ra khỏi xuồng. theo sau là công xây, hai thủy thủ ở lại xuồng. giải đất mênh mông này đỏ như màu gạch, xỉ than, những vết tích dung nham chứng tỏ đất ở đây có nguồn gốc núi lửa. ở đôi chỗ từ lòng đất bốc lên những làn khói có mùi lưu huỳnh. rõ ràng là hoạt động bên trong của núi lửa chưa chấm dứt. nhưng khi lên tới mỏm đá cao, tôi chẳng thấy một quả núi lửa nào trong khoảng mấy hải lý thực vật trên hòn đảo hoang vắng này rất nghèo nàn, bờ biển đầy nguyễn thể, ngoài ra còn có một số san hô hình cây. Nhưng cuộc sống trên bầu trời mới thật nhộn nhịp, hàng ngàn chim thuộc nhiều loại khác nhau vừa bay lượn vừa kêu nhức óc. Hàng ngàn con đậu trên các mỏm đá lơ láo nhìn chúng tôi và đàng hoàng dạo chơi ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng. Đó là những con chim panh oanh rất nhanh nhẹn dưới nước nhưng rất nặng nề vụng dại trên cạn. Chúng tụ tập từng đàn lớn, Ít hoạt động nhưng hay kêu la ầm ĩ, vào cách bờ nửa hải lý nữa, chúng tôi thấy mặt đất đầy tổ chim panh oanh. Thuyền trưởng Nemo tổ chức săn bắt được mấy trăm con chim này. Thịt panh oanh màu thẫm nhưng rất ngon, tiếng nó no kêu giống tiếng lửa hí. Chim panh oanh to bằng con ngỗng, ngực trắng, chúng không thèm lần trốn nên bị trung đá là lăn quay ra. Sương mù chưa tan, đã 11 giờ trưa mà chẳng thấy mặt trời. Tôi rất sốt ruột, nếu không có mặt trời thì còn quan sát được gì nữa? Và làm thế nào để xác định được rằng đã tới Nam Cực hay chưa? Tôi bước đến chỗ Nemo, ông ta đứng tỉ tay vào mỏm đá và nhìn lên trời. Hình như Nemo cũng bồn chồn, lo lắng, nhưng biết làm thế nào? Con người quả cảm và cương nghị ấy không đủ quyền lực để điều khiển được mặt trời như đã chế ngự biển cả. Đến trưa, mặt trời vẫn biệt tăm, sương mù vẫn không cho phép xác định độ cao của mặt trời một lát sau sương mù chuyển thành bão tuyết, ta chờ đến mai, Nemo nói, chúng tôi quay về tàu Nao Ti Lúa, trong khi chúng tôi vắng mặt, thủy thủ trên tàu buông lưới. Về đến tàu, tôi rất hứng thú bắt tay vào nghiên cứu những con cá vừa bắt được. Vùng biển Nam Cực là nơi di cư quy mô của các loài cá trôn bão ở các độ vị thấp hơn. Cơn bão tuyết hoành hành đến sáng, không ai đứng nổi trên băng, từ phòng khách nơi tôi ghi chép tất cả những biến cố của cuộc thám hiểm châu Nam Cực. Tôi nghe tiếng kêu của chim báo bão vẫn bay lượn không kể gì bão tuyết. Tàu nao ti lúa chạy thêm 10 hải lý nữa dọc bờ biển về phía nam. Xung quanh tranh tối tranh sáng. Hôm sau, 20 tháng 3, cơn bão tuyết chấm dứt. Trời hơi lạnh hơn, nhiệt kế chỉ trừ hai o. Sương mù bốc lên cao làm tôi hy vọng hôm nay có thể xác định được tọa độ. Thuyền trưởng Nemo chưa lên bong, nhưng chiếc xuồng đã sẵn sàng cho chúng tôi sử dụng tôi và công xây trèo xuồng lên bờ đất ở đây có nguồn gốc núi lửa nhưng nhìn mãi tôi cũng không phát hiện được miệng núi ở đây cũng như trên đảo ngàn vạn chim chóc làm cho cảnh thiên nhiên khắc khổ của nam cực tươi vui lên ở đây còn có hàng ngàn động vật có vú nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiền lành có đủ loại hải cầu một số nằm trên bờ một số nằm trên những tảng băng số khác thì ngục lặn dưới nước rồi lại ngoi lên chúng chẳng sợ gì chúng tôi rõ ràng là chúng chưa gặp người bao giờ chúng sống thành bầy hải cầu đực trông nom săn sóc gia đình hải cầu cái cho con bú những chú choai choai thì đùa giỡn ở phía xa hải cầu di chuyển trên mặt đất một cách khó nhọc chúng nhảy từng bước ngắn rất vụng về nhưng ở môi trường nước thân thuộc thì chúng lại bơi rất cừ trên mặt nước và khi bò lên cạn để nghỉ hải cầu có tư thế rất đẹp Tôi lưu ý công xây về sự phát triển bán cầu não của loài động vật thông minh này. Ngoài con người, không động vật có vú nào có bộ não phát triển như vậy. Vì vậy, hải cầu dễ dậy, dễ thuần dưỡng. Tôi đồng ý với các nhà tự nhiên học cho rằng, nếu thuần dưỡng tốt thì hải cầu có thể rất có ích trong việc đánh cá biển, giống như chó săn vậy. Trong đám hải cầu thỉnh thoảng lẫn vào một số voi biển giống như hải cầu, nhưng có vòi ngắn và linh hoạt, thân hình đồ sộ cao tới 6 mét, dài tới 10 mét thấy chúng tôi xuất hiện chúng cũng chẳng thèm động đầy những con vật này có nguy hiểm không ạ à? công xây hỏi tôi nếu không động vào chúng thì chẳng nguy hiểm gì nhưng khi hải cầu bảo vệ con thì chúng ghê gớm lắm đã có lần hải cầu phá tan một chiếc tàu đánh cá giống vật có quyền xử sự, sự như vậy công xây nói đúng thế chúng tôi đi thêm hai hải lý nữa đến đây có nhiều mỏm đá lởm chởm chặn ngang đường những mỏm đá này nhô lên mặt biển theo chiều thẳng đứng từng làn sóng bạc xô vào dưới chân từ phía bên kia vọng tới tiếng giống ầm ầm tựa như ở đó có cả một bầy động vật thuộc loài nhai lại công xây nói cha nghe như bò đang hòa nhạc anh lầm rồi đó là hải mã chúng đang đánh nhau ạ à? hoặc đang đánh nhau hoặc đang đùa nghịch xin giáo sư cho ngó qua một chút phải ngó qua chứ thế là chúng tôi bước lại dọc những mỏm đá ba đần đen trên những tảng đá đóng băng trơn tuột nhiều lần tôi bị ngã sườn đau ê ẩm công xây vì thận trọng hơn hay cứng chân hơn nên không vấp ngã và mỗi lần năm tôi dậy lại nói nếu giáo sư chịu khó bước dài ra một chút thì dễ giữ thăng bằng hơn trèo tới đỉnh núi đá tôi thấy trước mặt trải ra một cánh đồng tuyết bao la trên đó có vô số hải mã thân màu thẫm chúng đang đùa nghịch tiếng giống biểu hiện sự vui thích chứ không phải sự giận dữ hải mã rất giống hải cầu về hình thể nhưng hàm dưới chúng không có răng nanh và răng cửa ở hàm trên, răng nanh lại là hai cái ngà, mỗi cái dài 80cm, chu vi 30cm. Ngà hải mã rắn chắc hơn ngà voi, vì vậy quý hơn. Vì quý hơn nên hải mã bị săn bắt bừa bãi đến nỗi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn thợ săn mỗi năm bắn giết cả hải mã cái, cả hải mã con, có tới hơn 4.000 con. Khi đi ngang qua những con vật kỳ lạ này, tôi có dịp ngắm chúng một cách thoải mái. Da hải mã dày, nhăn nheo lông hơi hung đỏ, ngắn và không dày lắm. Một số hải mã dài tới 4 mét. Hải mã ở đây bình thản và bạo dạn hơn hải mã bắc cực nên không cần có con canh gác cho cả bầy. Ngắm nhìn hải mã hồi lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về tàu. Đã 11 giờ, nếu thuyền trưởng Nemo cho rằng có thể xác định được tọa độ thì tôi cũng muốn có mặt lúc đó. Nhưng tôi ít hy vọng rằng mặt trời sẽ ló ra, vì mây đang phủ kín cả bầu trời. Dù sao tôi cũng quyết định quay về tàu Nao Ti Lúa. Đến 11 giờ rưỡi chúng tôi về tới chỗ đổ bộ. Tôi thấy ngay thuyền trưởng Nemo, ông ta đang đứng trên một tảng đá ba đần, cạnh đó là những máy móc thiên văn. Nemo phóng mắt nhìn chân trời phía bắc, tôi lặng lẽ đứng cạnh Nemo, đã đến 12 giờ nhưng mặt trời vẫn chưa ló ra. Thế là chúng tôi lại thất bại, không sao xác định được tọa độ. Nếu trưa mai vẫn không thấy mặt trời thì đành phải bỏ ý định này. Hôm nay là 20 tháng 3, mai là ngày xuân phân, mặt trời sẽ khuất sau chân trời, sẽ bắt đầu đêm nam cực dài ràng rạc. Tôi tỏ ý lo ngại với thuyền trưởng Nemo, giáo sư lo là đúng, Nemo nói, nếu ngày mai tôi không xác định được độ cao của mặt trời thì việc này phải hoãn lại 6 tháng nữa. Nhưng nếu chưa mai mặt trời ló ra thì xác định độ cao sẽ hết sức dễ dàng vì tình cờ mà chúng ta đến vùng biển này đúng trước ngày xuân phân. Thuyền trưởng Nemo quay về tàu chúng tôi tha thần dọc bờ biển tới 5 giờ chiều, vừa đi vừa quan sát, trò chuyện, phân loại sinh vật. Chúng tôi chẳng gặp một vật gì lạ ngoài một quả trứng panh quanh. Ai ưa của lạ ẩn sẽ mua ngay quả trứng này với giá 1.000 franc. Trứng màu xanh thẫm điểm nhiều vết ngoằn ngoèo như chữ hán. Thật là một vật hiếm mộ nghĩnh. Tôi giao trứng cho công xây. Anh ta nâng niu nó như một cái bình cổ Trung Quốc và mang lên tầng. Tôi đặt trứng vào một ngăn tủ kính của bảo tàng sau đó chúng tôi ăn tối rất ngon miệng. Bữa tối có món gan hải cẩu, vị giống như mỡ lợn tươi. Hôm sau 21 tháng 3, 5 giờ sáng tôi lên bong. Thuyền trưởng Nemo đã ở đó, thời tiết có sáng sủa hơn một chút. Nemo nói, có hy vọng, ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên bờ tìm một chỗ thuận tiện để quan sát. Sau khi đã thống nhất kế hoạch, tôi đi tìm Ned Land. Tôi muốn mang anh ta đi theo, mặc dù tôi đã hết sức thuyết phục anh chàng ương bướng ấy vẫn từ chối tôi thấy sự u uất cáu kỉnh của nét ngày càng tăng lên tuy vậy trong tình huống này tính ương bướng của anh ta không làm tôi buồn phiền lắm trên bờ có nhiều hải cầu đưa anh ta lên chỉ làm cho hải cầu chết oan thôi ăn sáng xong tôi lên bờ đêm qua tàu nao ti lúa đi thêm được mấy hải lý nữa giờ đây nó đỗ cách bờ một hải lý trên xuồng ngoài tôi ra còn có thuyền trường hai thủy thủ và mấy dụng cụ đơn giản, đồng hồ chính xác, kính viễn vọng và phong vũ biểu. Đến 9 giờ, chúng tôi áp xuồng vào bờ. Trời đã sáng rõ, mây kéo về phía nam, mặt biển lạnh giá rũ làn sương mù ra khỏi mình. Thuyền trưởng Nemo tiến thẳng lên đỉnh ngọn núi mà ông ta chọn làm nơi quan sát. Mặc dù Nemo như mất thói quen đi trên bộ, ông ta vẫn leo lên các mỏm đá dốc đứng một cách khéo kéo, khiến cho những người trèo núi giỏi nhất cũng phải ghen tị tôi vất vả lắm mới theo kịp nemo chúng tôi trèo núi mất hai tiếng đồng hồ từ đỉnh cao tầm mắt chúng tôi bao quát được mặt biển bao la tới chân trời phía dưới chúng tôi là đồng tuyết trắng long lanh trên đầu chúng tôi là bầu trời trong vắt không một gợn mây như một quả cầu đỏ bị chân trời cắt đôi mặt trời ló ra ở phía bắc từ dưới biển sâu xuất hiện trăm ngàn tia nước đẹp tuyệt vời tàu nao lúa ở phía xa trông hệt như một con cá đang ngủ đằng sau chúng tôi ở phía đông là khoảng đất mênh mông, ngổn ngang những mỏm đá và băng tuyết. Lên tới đỉnh núi, thuyền trưởng Nemo dùng phong vũ biểu đo rất kỹ độ cao của nó so với mặt biển để trên cơ sở những số liệu đó chỉnh lý những quan sát của mình. Đến 12 giờ kém 15, mặt trời nhô hẳn lên khỏi chân trời như một cây đĩa vàng và dọi những tia sáng cuối cùng lên cái lục địa hoang vắng này, lên vùng biển mà chưa một con tàu thuyền nào tới. Thuyền trưởng Nemo dùng kính viễn vọng quan sát mặt trời đang lặn xuống chân trời. Tôi cầm đồng hồ chính xác trong tay, tim tôi đập mạnh, nếu mặt trời khuất một nửa sau chân trời đúng vào 12 giờ trưa thì đúng là chúng tôi đang ở giữa Nam Cực. "Đúng 12 giờ!" tôi reo lên, "Nam Cực!" Thuyền trưởng Nemo nói một cách trang trọng rồi trao cho tôi ống kính. Tôi đưa mắt nhìn, mặt trời đang bị chân trời cắt đôi. Trong lúc đó, Thuyền trưởng Nemo đặt tay lên vai tôi rồi nói, năm 1600, Gerick, người Hà Lan, bị báo giặt tới độ vĩ 64 ô Nam và phát hiện ra quần đảo New Zealand. Ngày 17 tháng riêng năm 1773, thuyền trưởng quốc nổi tiếng theo kinh tuyến 38 đã đi tới độ vĩ 67 ô 37, và năm 1774 ngày 30 tháng riêng theo kinh tuyến 109 đã đi tới độ vĩ 71 ô 15. Năm 1819 nhà đi biển người Nga là Ben Linshowden tới vị tuyến 69 ô. Năm 1821 tới vị tuyến ở 111 ô Kinh Tây. Năm 1820, Branfield, người Anh, đã tới vị tuyến 65 ô. Cũng năm đó, Moren, người Mỹ, thuật lại, tuy không đáng tin lắm, rằng đã phát hiện ra vùng biển không bị đóng băng ở độ vĩ 70 ô 19. Năm 1825, Pauhen người Anh, vì vướng băng nên không vượt qua được độ vĩ 62 ô. Cùng năm đó, một người Anh đi săn hải cầu là Westden đã tới độ vĩ 72 ô 14, ở kinh tuyến 35 và 74 ô 15, ở kinh tuyến 36. Năm 1829, Foster, người Anh, chỉ huy tàu Santa Clara, phát hiện ra lục địa Nam Cực ở độ vĩ 63 ô 26 và 66 ô 26 ngày 1 tháng riêng năm 1831, Bisco, người Anh, phát hiện ra đất Inderby ở độ vĩ 68 ô 50, ngày 5 tháng 2 năm 1832 tìm ra đất Adelaide ở độ vĩ 67 ô, ngày 21 tháng 2 tìm ra đất Graham ở độ vĩ 64 ô 45. Năm 1838, Dimon Duyvin, người Pháp, bị băng kẹt ở độ vĩ 62 ô 57, đã phát hiện ra đất Louis Philip. Hai năm sau, ngày 21 tháng riêng, Đức Vinh đã phát hiện ra đảo Adélie ở độ vĩ 66 ô 30. Năm 1838, Winter, tới được vị tuyến 69 trên kinh tuyến 100. Năm 1839, Billerney, người Anh, phát hiện ra đất Sabran ở danh giới vòng cực quyền. Cuối cùng, ngày 12 tháng riêng năm 1842, Zemrose, người Anh, đi trên tàu dây bắc và Terror phát hiện ra đất Victoria ở độ vĩ 67 ô 56 và độ kinh 171 ô 07 ngày 23 tháng ấy, ông ta tới vị tuyến 74 ngày 27 đến độ vĩ 76 ô 08, ngày 28 đến độ vĩ 77 ô 32, ngày 2 tháng 2 đến độ vĩ 78 ô 04. Năm 1842 ông ta lại đi nam cực nhưng không vượt qua được độ vĩ 71 ô. Tôi, thuyền trưởng Nemo ngày 21 tháng 3 năm 1868 đã tới Nam Cực ở 90 ô Vĩ Nam và tuyên bố quyền sở hữu đối với phần đất đai rộng bằng 1 phần 6 tất cả các lục địa đã được phát hiện. Nhân danh ai, thưa thuyền trưởng, nhân danh cá nhân tôi, nói đoạn, Nemo dương cao ngọn cờ đen có theo chữ N, màu vàng. Rồi Nemo hướng về phía mặt trời lúc đó đang dọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao la và nói, vĩnh biệt mặt trời, người hãy khuất đi hãy ra khỏi giới hạn của vùng biển tự do này. Hãy để cho đêm nam cực dài 6 tháng phủ lên vùng đất mới của ta. mươi 39, một trở ngại ngẫu nhiên hay một trường hợp rủi ro, 6 giờ sáng hôm sau, 22 tháng 3, tàu bắt đầu chuẩn bị lên đường. Băng giá ngày càng dữ dội, sao trên trời đặc biệt sáng, nhiệt kế chỉ trừ 12 o, gió quất vào mặt rất rát, trên mặt biển ngày càng có nhiều băng tảng, biển sắp đóng thành băng liền. Lúc đó các bể chứa được bơm đầy nước, tàu nao ti lúa từ từ lặn xuống. Đến độ sâu 300 mét, nó dừng lại, sau đó chân vịt hoạt động, đẩy tàu về hướng Bắc với tốc độ 15 hải lý một giờ. Gần tối, tàu đã chạy dưới lớp băng liền, cửa sổ phòng khách đóng lại, đề phòng tàu có thể vô tình va phải tảng băng trôi. Vì vậy, suốt hôm đó tôi ngồi viết lại những ghi chép của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn bị thu hút vào những kỷ niệm vừa qua ở Nam Cực. Thế là chúng tôi đã tới được cái địa điểm chưa có dấu chân người, tới một cách tốt đẹp, không vất vả gì lắm, hệt như một toa tàu lăn bánh trên đường sắt. Giờ đây đường về của chúng tôi bắt đầu, nó có hứa hẹn cho tôi nhiều điều kỳ diệu như vậy không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, vì dưới biển sâu này, có bao giờ hết những hiện tượng kỳ diệu. Năm tháng rưỡi trước đây, sự tình cờ đã xô đẩy chúng tôi đến tàu Nautilus chúng tôi đã vượt qua một vạn bốn ngàn dặm nghĩa là hơn chiều dài của xích đạo và biết bao chuyện phiêu lưu khủng khiếp và kỳ thú làm cho cuộc hành trình của chúng tôi thành huyền ảo cuộc đi săn ở đảo crespo thoát nạn ở eo biển torres nghĩa địa san hô cảnh mò chai ở ceylon con đường ngầm arabia những kho vàng ở vũng biển vigo lục địa atlantic nam cực những kỷ niệm đó suốt đêm nối tiếp nhau sống lại khiến đầu óc tôi không phút nào được nghỉ Đến 3 giờ sáng một chấn động dữ dội làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa nhỏm dậy lắng nghe thì bỗng bị xô ra giữa phòng. Rõ ràng là tàu nao ti lúa vừa va chạm vào một vật gì. Tôi lần sang phòng khách, tất cả đồ đạc đều bị lật đổ. Rất may là những chiếc tủ kính được vít chặt xuống sàn nên còn đứng nguyên. Tàu bị nghiêng về bên phải và cứ nằm như vậy, trong tàu có tiếng chân bước và tiếng người nói nghe không rõ. Nhưng thuyền trưởng Nemo không xuất hiện đúng lúc tôi định ra khỏi phòng khách thì nét và công xây vào. Tôi hỏi, có chuyện gì thế, các bạn, tôi đang muốn hỏi giáo sư về điều đó, công xây trả lời. Khốn khổ khốn nạn, nét nói, tôi biết xảy ra chuyện gì rồi. Tàu nao ti lúa bị va vào một vật gì đó, và căn cứ vào tình trạng hiện nay thì khó lòng thoát nạn một cách nhẹ nhàng như ở eo biển Torex. Thế nó đã nổi lên mặt biển chưa? Tôi hỏi, chúng tôi không rõ, công xây trả lời muốn biết cũng chẳng khó gì, tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ sâu và hết sức ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ 360 mét. Thế là thế nào, tôi nói, cần hỏi thuyền trưởng Nemo xem sao. Công xây đề nghị, biết tìm ông ta ở đâu. Nét hỏi, theo tôi, tôi bảo Nét và công xây. Chúng tôi ra khỏi phòng khách, trong thư viện chẳng có ai. Tôi cho rằng Nemo đang ở phòng hoa tiêu, tốt nhất là nên chờ. Chúng tôi quay về phòng khách mặc cho nét len trách quán, tôi chỉ lặng thinh, anh ta tha hồ nổi nóng, tình trạng đó kéo dài 20 phút, suốt thời gian ấy chúng tôi lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong tàu. Thuyền trưởng Nemo đột nhiên bước vào, hình như ông ta không nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt Nemo thường thản nhiên, nhưng lần này cũng biểu lộ một nỗi lo lắng nhất định. Nemo lặng lẽ nhìn địa bàn, đồng hồ chỉ độ sâu, rồi lấy ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ, chỗ vẽ Nam Băng Dương tôi không muốn làm phiền nemo nhưng mấy giây sau khi ông ta quay về phía tôi tôi dùng ngay câu mà ông ta đã nói ở eo biển torres để hỏi thưa thuyền trưởng đây là một trở ngại ngẫu nhiên ạ à? không lần này là một trường hợp rủi ro có nghiêm trọng lắm không ạ à? có thể nghiêm trọng tàu bị mắc cạn ạ à? vâng bị mắc cạn vì lỗi tại thiên nhiên chứ không phải tại con người chúng ta không phạm một sai lầm nào trong việc điều khiển con tàu nhưng chúng ta không đủ sức chống lại tác động của quy luật thăng bằng có thể đi ngược lại những luật lệ của con người chứ không thể chống lại những quy luật của thiên nhiên thuyền trưởng đã chọn giây phút kỳ quặc này để triết lý câu trả lời của ông ta cũng chẳng giải đáp cho tôi được điều gì tôi hỏi thưa thuyền trưởng có thể biết được nguyên nhân của chuyện chẳng may này không ạ à? có một tảng băng lớn như trái núi bị lật ngược khi chân núi băng bị lớp nước ấm bao quanh hay khi chân núi bị phá vỡ vì va chạm nhiều thì trọng tâm chuyển lên cao hơn. Khi đó núi băng bị lật úp xuống, nguyên nhân là như vậy, một núi băng nào đó bị lật và đập mạnh vào tàu nao ti lúa lúc nó đang đổ dưới nước. Sau đó băng trườn theo vỏ tàu, nhấc bổng tàu lên lớp nước có tỉ trọng kém hơn, khiến tàu bị nằm nghiêng bất động. Ta có thể giải phóng được tàu bằng cách bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để lấy lại thăng bằng không ạ? À? Đang bơm đấy, giáo sư có thể thấy tiếng máy bơm đang chạy ngài hãy nhìn kim đồng hồ này xem nó cho biết tàu đang nổi lên nhưng tảng băng cũng đồng thời nổi lên theo nếu sự di chuyển đó của tảng băng không bị cản lại thì tình trạng của tàu sẽ vẫn như cũ thật vậy tàu nao ti lúa vẫn bị nghiêng về bên phải tất nhiên nếu tảng băng ngừng chuyển động thì tàu sẽ trở lại vị trí bình thường nhưng có gì bảo đảm rằng giờ đây tàu sẽ không vấp phải lớp băng phía trên và bị kẹt vào giữa hai khối băng lớn Tôi suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra trong tình huống này. Thuyền trưởng Nemo vẫn xem đồng hồ. Từ khi tảng băng bị lật xuống, tàu nao lúa nổi lên chừng 50 mét nhưng vẫn nghiêng như cũ. Thân tàu bỗng hơi chuyển động. Tàu bớt nghiêng dần, những đồ vật treo trên tường phòng khách bắt đầu trở về vị trí bình thường. Mặt tường dần dần trở về chiều thẳng đứng. Vì hồi hộp, chúng tôi không ai nói một lời. Mười phút trôi qua, chúng ta đứng thẳng lại rồi tôi reo lên đúng thuyền trưởng nemo vừa nói vừa đi về phía cửa phòng khách ta có cho tàu nổi lên mặt nước không tôi hỏi tất nhiên khi nước trong các bể chứa được bơm ra hết thì tàu nao ti lúa sẽ nổi lên mặt biển nemo đi ra một lát sau tôi thấy tàu ngừng nổi lên quyết định đó của nemo là đúng nếu cứ cho tàu nổi lên tiếp thì nó có thể va phải phần dưới của các tảng băng vì vậy tốt hơn cả là giữ tàu ở khoảng nước giữa hai lớp băng Lúc đó cửa sổ được mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào qua các tấm kính. Như tôi vừa nói, tàu đang ở giữa một lớp nước, nhưng hai bên, chỉ cách 10 mét, là những bức tường băng dựng đứng. Phía trên và phía dưới cũng có những bức tường như vậy. Té ra tàu nao ti lúa bị kẹt vào giữa một đoạn hầm bằng băng rộng chừng 20 mét và chứa đầy nước. Tàu có thể dễ dàng thoát ra ngoài bằng cách tiến lên hoặc lùi lại rồi lặn xuống sâu hơn độ vài trăm mét để tìm một lối ra dưới đồng băng nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng những bức tường băng hát rất mạnh ánh đèn pha của tàu nao ti lúa vào phía trong đường hầm đường hầm trông hệt như một mỏ đá quý tỏa ánh sáng muôn sắc chói lòa cường độ ánh sáng từ đèn pha chiếu ra được tăng lên gấp trăm lần đẹp quá chừng đẹp quá chừng công xây thốt lên đúng đẹp vô cùng tôi nói đẹp thật nét len nói cảnh đẹp chưa từng thấy nhưng nó có thể bắt ta trả giá rất đắt công xây bỗng kêu to làm tôi bất giác quay lại. Cái gì thế? Tôi hỏi, nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa, vừa nói, công xây vừa lấy tay che mắt lại, làm sao thế, công xây, tôi bị mù rồi, tôi quay lại nhìn tấm cửa kính và không chịu nổi ánh sáng quá gay gắt. Tôi hiểu ra rồi, tàu nao ti lúa bắt đầu phóng rất nhanh về phía trước, mọi vật xung quanh vừa rồi chỉ lấp lánh một cách hiền hòa, bỗng biến thành một dải ánh sáng chói lòa như ánh chớp cửa kính trong phòng khách đã đóng lại nhưng chúng tôi vẫn lấy tay che mắt đứng đó phải một lúc sau mắt mới làm việc được bình thường cuối cùng chúng tôi bỏ tay xuống thú thực là tôi rất khó tin công xây nói tôi thì đến bây giờ vẫn chưa tin nét nói chúng ta đã được ngắm nhìn thỏa mãn những kỳ quan này của thiên nhiên thì khi được trở về mặt đất chúng ta sẽ nghĩ gì về những lục địa đáng thương hại và những tác phẩm quá tầm thường do con người tạo ra thế giới mà con người đang ở thật không xứng đáng với chúng ta, công xây nói tiếc. Những lời đó từ miệng công xây nói ra chứng tỏ chúng tôi hào hứng đến mức nào. Nhưng ngay lúc đó, nét vẫn không quên dội nước lạnh vào chúng tôi. Anh ta lắc đầu, nhại lại thế giới mà con người đang ở. Anh đừng lo, công xây ạ, à, chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay về cái thế giới đó đâu. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, trong giây phút ấy, tàu nao ti lúa bỗng hút phải một vật gì đó có lẽ là một tảng băng chắc đây là do một thiếu sót rất dễ phạm phải trong việc điều khiển con tàu vì con đường hầm này ngổn ngang đá băng rất khó đi tôi nghĩ thuyền trưởng nemo sẽ lợi dụng những chỗ khúc khuỷu của đường hầm để lái tàu tránh những trở ngại dù thế nào con đường chúng tôi đi cũng không thể có cản trở gì không vượt qua được nhưng tàu nao ti lúa vẫn phải lùi lại chẳng lẽ chúng ta lại lùi công xây hỏi đúng tôi trả lời chắc là về phía này đường hầm không có lối ra làm thế nào bây giờ rất đơn giản thôi chúng ta sẽ quay lại và sẽ thoát qua hướng nam tôi vừa nói vừa cố làm ra vẻ tin chắc và thành công trong khi đó tàu vẫn lùi lại với tốc độ ngày càng lớn nét nói thế là bị ngừng trệ rồi nhanh hay chậm mấy tiếng đồng hồ có nghĩa gì tôi trả lời cứ thoát khỏi chỗ này là tốt rồi tôi đi đi lại lại từ phòng khách sang thư viện trong mấy phút rồi ngồi xuống đi văng lấy một quyển sách và đọc lướt qua như một cái máy 15 phút sau, công xây đến hỏi tôi, cuốn sách giáo sư đang đọc có hay không ạ? À? Rất hay, tất nhiên, vì đó là sách do giáo sư viết ra. Thật ư, đúng là tôi đang đọc cuốn, những bí mật của biển sâu. Tôi thật chẳng ngờ tới điều đó. Tôi gấp sách lại rồi tiếp tục đi đi lại lại. Nét và công xây đứng dậy, chuẩn bị đi. Tôi muốn giữ họ lại. Hãy khoan, chúng ta nên ở lại gần nhau cho tới khi thoát khỏi con đường hầm này. Xin tùy giáo sư, công xây trả lời. Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, tôi luôn đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách. Tàu Nao Ti Lúa lúc nào cũng ở độ sâu 300 mét, địa bàn luôn luôn chỉ hướng nam, tốc độ của tàu là 20 hải lý một giờ một tốc độ quá mức trong khoảng không gian hẹp như thế này. Nhưng thuyền trưởng Nemo biết rằng vội vã không phải là thừa, một phút lúc này có giá trị bằng một thế kỷ. Đến 8 giờ 25 phút, tàu lại bị va chạm lần thứ hai, lần này ở phía lái. Tôi tái mặt, nét và công xây bước lại chỗ tôi tôi nắm chặt tay công xây chúng tôi đưa mắt hỏi nhau không nói một lời nhưng sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào đúng lúc đó thuyền trưởng nemo xuất hiện tôi hỏi ông ta đường về phía nam cũng bị tắc ạ à? vâng một tảng băng bị lật ngược đã chặn mất lối ra cuối cùng của ta thế là chúng ta đã bị khóa chặt vâng